Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 961, Bắc Lương cấp báo. Hội đàm bí mật kéo dài tới tận nửa đêm về sáng. Tiêu Chính Văn đã trở lại Giang Trung vào ngày hôm sau. Sau khi Khương Vi Nhan nhìn thấy Tiêu Chính Văn thì vui vẻ lao đến, ôm chầm lấy anh rồi hô lên, "Chồng ơi, em nhớ anh chết mất thôi." Tiêu Chính Văn vuốt ve gương mặt trắng nõn ngập tràn hạnh phúc của Khương Vi Nhan, cười nói, "Anh cũng thế." ngay lập tức tiêu chính văn ôm lấy khương vi nhan theo kiểu công chúa đi thẳng vào phòng ngủ trên tầng khương vi nhan giật mình đôi tay bé nhỏ không ngừng đấm nhẹ vào ngực tiêu chính văn hô lên ối anh làm gì vậy ban ngày ban mặt đương nhiên là làm chuyện giữa vợ chồng với nhau rồi anh nghĩ chúng ta sinh thêm đứa con nữa được rồi tiêu chính văn bật cười đá một chân cửa phòng lập tức đóng lại hai tiếng tiếp theo chỉ thuộc về hai người bọn họ Mãi sau khi hai tiếng đồng hồ trôi qua, Khương Vi Nhan nép mình trong lồng ngực nở nang rắn giỏi của Tiêu Chính Văn, sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, chồng à, anh nói xem sau này chúng ta có ở bên nhau mãi mãi không? Tiêu Chính Văn dựa vào đầu giường, khẽ vuốt ve cánh tay trần trắng nõn của Khương Vi Nhan, nói, nhất định rồi, trong lòng anh chỉ có em và Nana. Khương Vi Nhan mỉm cười ngọt ngào, đứng dậy hôn lên má Tiêu Chính Văn, sau đó xuống giường nhặt đồ ngủ rơi dưới đất rồi mặc vào người nói chồng à tối nay em phải tham gia một buổi tiệc thương nghiệp trong thành phố buổi tối em không về ăn cơm đâu anh dẫn Nana ra ngoài chơi đi mấy ngày nay con bé không nhìn thấy anh hôm nào cũng náo loạn hết ừ Tiêu Chính Văn cười đáp lời buổi chiều Khương Vi Nhan đến công ty còn Tiêu Chính Văn dẫn Nana tới vài khu vui chơi và công viên của Giang Trung hiếm khi mới có thời gian ở bên con gái, tiêu chính văn vô cùng chân quý. Mà tối hôm đó, Bắc Lương lại nhận được tin mật báo, quân đội của đế quốc Tam Địch lại tiến công về phía biên giới thêm 30 mét nữa. Vốn dĩ người của đế quốc Tam Địch vẫn luôn ở trong biên giới, thường xuyên phát sinh mâu thuẫn với quân Bắc Lương. Thế nhưng lần này bọn chúng lại đột nhiên hành động, dẫn đến xung đột trong phạm vi nhỏ của biên giới phản ứng của quân đội Bắc Lương cũng rất nhanh. Sau khi mấy người Long Nhị bị điều đến Bắc Lương bí mật tiến hành hội nghị vào mấy ngày trước, cả Bắc Lương hiện giờ đều do Hoa Hồng Đỏ quản lý. Hôm đó, Hoa Hồng Đỏ đã nhanh chóng cảnh cáo bọn chúng, hơn nữa còn hùng hồn bảo bọn chúng lập tức rút quân ngay trong ngày, nếu như dám tiến vào biên giới Bắc Lương một bước thì nhất định sẽ tiêu diệt bọn chúng thành nắm cho tàn. Thế nhưng lần này người của đế quốc Tam Địch không hề rút quân bọn chúng cảm thấy hiện giờ Hoa Quốc đang loạn trong giặc ngoài, Bắc Lương sẽ không dám tùy tiện tiến đánh bọn chúng. Hoa hồng đỏ lại không định phí lời thêm với bọn chúng, thẳng thừng điều quân phản kích. Chẳng mấy chốc, đại chiến giữa đôi bên lập tức bùng nổ, 5.000 quân tiên phong Bắc Lương chưa thể đánh cho đối phương lui về cách 50 km so với đường biên giới quốc gia, kết quả lại bị 30.000 binh lính của đối phương mai phục, nhận về tổn thất nghiêm trọng nhánh quân đội này của đế quốc tam địch vậy mà lại có vũ khí tiên tiến hơn bắc lương hơn nữa chi viện của đối phương cũng nhanh hơn rõ ràng là đã có sự chuẩn bị sau đó khi quân đội bắc lương điều tra thì mới biết hóa ra hiệp hội cấp cao chín nước do mỹ quốc đứng đầu cũng tham gia vào trong trận chiến lần này bọn chúng điều động một đoàn quân phi hành và một đoàn quân chiến đấu trên danh nghĩa là tới bảo vệ cho hòa bình của đôi bên trên thực tế lại đang can dự vào trận chiến của đôi bên bọn chúng đều muốn dựa vào chuyện này để thăm dò thực lực của quân Bắc Lương và mật thám của Long Kinh. Sau khi hoa hồng đỏ phát giác ra mục đích của bọn chúng thì đã muộn mất rồi. Trong vòng một đêm, 5.000 quân tiên phong Bắc Lương đã bị hỏa lực dày đặc của đối phương đánh thương vong nhiều vô số, mất đi không ít anh em, thế nhưng vẫn miễn cưỡng chấn giữ được biên giới quốc gia. Mà trận chiến lần này vẫn chưa hề tuyên bố ra bên ngoài vì sợ sẽ dẫn đến những khủng hoảng không cần thiết hai ngày sau, vài chiếc xe jeep của quân đội đỗ lại bên dưới tòa nhà công ty Vi Nhan ở Giang Trung. Một nhóm binh lính được trang bị vũ trang đầy đủ nhảy từ trên xe xuống rồi xông vào công ty. Lễ tân và vô số nhân viên đều bị trận thế này dọa sợ. Phó tướng bên cạnh hoa hồng đỏ, quân hàm trung tướng, biệt hiệu giả đao dẫn theo 300 binh lính Bắc Lương hô lên bên trong đại sảnh công ty, Bắc Lương cấp báo, có quân báo khẩn cấp hồi báo chủ soái. Bắc Lương cấp báo, có quân báo khẩn cấp hồi báo chủ soái. Từng tiếng hô vang dội vang vọng khắp không gian, cả đại sảnh công ty đều trở nên rung chuyển. Chủ soái, vua Bắc Lương, sao anh ấy có thể xuất hiện ở nơi này? Đúng thế, không phải bọn họ tìm nhầm chỗ rồi đấy chứ? Tôi có một đứa cháu con nhà người thân, làm lính ở Bắc Lương, mấy ngày trước viết thư về, hình như bên đó khai chiến rồi vào lúc mà mọi người đang thảo luận sôi nổi, tiêu chính văn bước ra từ trong thang máy với vẻ mặt u ám. đã xảy ra chuyện gì? tiêu chính văn cao mày hỏi. bắc lương cấp báo. tại sao không điện báo mà phải cho người tới thông báo? chủ soái cấp báo tình hình chiến sự bắc lương, không chỉ có người mế quốc mà còn có người của quốc gia khác cũng đến để nhúng tay vào. bọn chúng biết hiện giờ anh không ở trong quân đội, nên vô cùng điên cuồng liên kết quân đội các nước muốn trực diện đánh tan chúng ta hoa hồng đỏ đích thân tới chiến trường đốc chiến thế nhưng lại bị đối phương mai phục chúng tôi đã mất liên lạc với cô ấy bây giờ bọn họ đang ở trong trận địa của quân địch đợi chúng ta với chi viện chúng tôi cần chỉ thị của anh dạ đao run giọng nói tiêu chính văn đưa mắt nhìn ra trông thấy quân bắc lương là ánh mắt chờ mong của những người chiến hữu bắc lương đột nhiên cấp báo Bên trong nhất định có âm mưu rất lớn. Hơn nữa, đại lễ kỷ niệm của Hoa Quốc sẽ diễn ra vào 3 ngày sau. Bây giờ Bắc lương cấp báo sẽ ảnh hưởng rất lớn tới buổi khai mạc đại lễ kỷ niệm của Hoa Quốc. Tôi biết rồi." Tiêu Chính Văn trầm giọng nói, anh quay người nhìn Khương Vi Nhan đang bước ra từ trong thang máy, giơ tay vuốt lên má cô, nói, "Vợ à, anh xin lỗi, vừa mới trở về, vẫn chưa ở cạnh em được mấy ngày mà lại phải đi rồi." Khương Vi Nhan bật cười, nói: "Em không trách anh, đây là chức trách của anh." Trông Nga, à, nhất định phải tiêu diệt quân địch dám tới xâm phạm." Tiêu Chính Văn bật cười, gật đầu, sau đó quay người, dẫn theo mấy người giả dạ đao rời khỏi công ty. Sau đó, bọn họ đi tới sở chỉ huy quân đội Giang Trung, ngồi máy bay chuyên dụng tới Bắc Lương. Khoảnh khắc đó, khí thế trên người anh đã biến đổi, trở nên hung hãn tàn bạo hơn khác một trời một vực so với dáng vẻ dịu dàng thường ngày. Vào lúc máy bay chuyên dụng hạ cánh xuống quân đội Bắc Lương, mấy người Long Nhị đã trở về từ Long Kinh, dẫn theo 5.000 binh lính đợi tiêu chính văn. Chào mừng chủ soái. Từng tiếng hô vang khắp bầu trời, giống như lưỡi kiếm sắc nhọn xé rách tầng mây trên khoảng không. Long Nhất có nhiệm vụ bí mật, dẫn 100.000 quân phá Long đã bí mật tới Long Kinh chuẩn bị tham gia đại lễ kỷ niệm của Hoa Quốc. Trước mắt, cả Bắc Lương chỉ còn lại 200.000 quân phá long. Có 100.000 quân chấn giữ ở đường biên giới, đề phòng những quốc gia khác đánh úp, không có cách nào tham gia trận chiến. Nói cách khác, tất cả số binh lính mà Tiêu Chính Văn có thể chỉ huy lúc này chỉ có 100.000 phá long Bắc Lương. Mà lần này, đế quốc Tam Địch lại có đến 300.000 quân tập kết ở đường biên giới. Tình hình không mấy lạc quan. Đi thôi, chúng ta đi đón hoa hồng đỏ trở về. Tiêu chính văn bước đi, Long nhị khoác lên vai anh một chiếc áo gió, sau đó tiến lên trước mở cửa cho anh bước vào xe. Một đoàn người tràn đầy khí thế tiến thẳng tới khu vực chiến sự ở biên giới Bắc Lương. Chiến sự lần này xảy ra tại phía Bắc Lương, khu vực vô cùng giá lạnh thuộc vùng núi. Đưa mắt nhìn ra xa, tuyết trắng giống như lông thiên Nga, cả trời đất đều như được bao phủ bởi một màu trắng bạc. Mà nhiệt độ lại đạt đến ngưỡng âm mười mấy độ. Lúc này, trong thung lũng Tuyết Sơn, Hoa Hồng Đỏ mặc quân trang và khoác thêm lớp áo gió màu trắng, thở hắt một hơi, nhìn các tướng sĩ xung quanh hồi báo công việc, ngồi giữa chiến hào nghĩ cách phá vòng vây. Chương 962, nghĩ cách phá vòng vây. Lần đánh úp này đối phương có chuẩn bị mà đến, đầu tiên là quân đội đế quốc Tam Địch xâm chiếm đánh lén. Nhưng quân Hoa Quốc đã đánh cho đối phương rút lui không ngờ hai bên trái phải lại bỗng có mấy quân đội khác lao đến kẹp bọn họ ở giữa bây giờ bọn họ đã rơi vào trong vòng vây của địch muốn phá vòng vây cũng rất khó khăn mà đối phương cũng không dám tiêu diệt quân hoa quốc dễ dàng như thế vì bọn họ đã nhanh chóng bẩy bố trận địa phòng vệ người khác muốn tiến vào chắc chắn sẽ rất thê thảm nhưng quân bắc lương ở đây đã gần ba ngày rồi vì họ gấp gáp tấn công nên không mang theo nhiều đồ ăn thức uống cộng thêm mấy ngày nay bỗng dưng có bão tuyết, nếu cứ chỉ hoãn thêm nữa, người khác chỉ cần bao vây họ là có thể không đánh cũng thắng. Hơn nữa rõ ràng đối phương còn muốn bao vây một điểm rồi đánh tiếp ứng. Theo lý mà nói, lúc này quân Bắc Lương phòng thủ nơi biên cương Bắc Lương sẽ đến để tiếp viện cho họ, thế nhưng không biết tại sao chi viện vẫn chậm chạp không đến. Bây giờ có hai vấn đề đang đặt trước mặt hoa hồng đỏ, một là lương thực, hai là quân địch bên ngoài đối phương không đánh thẳng vào họ đó là vì không muốn bị tổn thất về binh sĩ quá nhiều bây giờ hoa hồng đỏ có hai lựa chọn một là giả chết trong tuyết sau khi lừa địch vào sâu bên trong thì đánh đòn trả với chúng hai là đánh trực diện với chúng nghĩ cách trở về bắc lương nếu là người đàn ông đó thì anh ấy sẽ lựa chọn thế nào ngay lúc này trong đầu hoa hồng đỏ hiện lên gương mặt tiêu chính văn nếu là tiêu chính văn anh nhất định sẽ đưa ra lựa chọn mà mọi người không ngờ đến nhất định sẽ đưa ra lựa chọn khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc sau đó ánh mắt hoa hồng đỏ lóe lên như đã có đáp án bảo mọi người tập hợp lại đây mọi người đi chuẩn bị hành trang đợi tiếp tục xuất phát đi về phía bắc hoa hồng đỏ đưa ra một quyết định cực kỳ táo bạo quyết định này làm những người khác phải ngơ ngác họ không biết tại sao hoa hồng đỏ lại đưa ra cái quyết định điên cuồng như thế Tướng quân, phải làm vậy thật à? Chẳng phải chúng ta nên đi về phía nam phá vòng vây của địch rồi nhanh chóng về bắc lương sao? Đúng vậy, nếu tiếp tục đi về phía bắc thì chẳng phải chúng ta sẽ đi vào trận địa của địch sao? Chúng ta đang lao vào chỗ chết đấy. Lẽ nào cô muốn tất cả chúng ta đều chết ở đây sao? Mặc dù chúng tôi không sợ chết nhưng xin cô hãy tôn trọng mạng sống của chúng tôi. Những người khác đều lên tiếng phản đối họ nghĩ hoa hồng đỏ đang chỉ huy họ đưa mình vào chỗ chết bởi vì tiếp tục đi về hướng bắc thì là biên giới của đế quốc tam địch họ sẽ đối đầu với địch hành động này có khác gì con thiêu thân vào vào lửa không cơ chứ không mọi người chỉ cần nghe tôi phân tích thì biết lý do tại sao tôi quyết định như thế tôi tin nếu chủ soái ở đây thì cũng sẽ đưa ra kế sách như vậy khi ngẩng đầu lên lần nữa ánh mắt hoa hồng đỏ đã hiện lên vẻ tự tin Đầu tiên, điều chúng ta nên nghĩ đến là tại sao đối phương cắt đứt liên lạc với chúng ta, mà người của họ lại không khai chiến với chúng ta. Đáp án rất đơn giản, đó là đằng sau chúng ta cũng chính là trên đường chúng ta trở về nhất định có đội quân liên hợp số lượng lớn. Chính vì thế nên quân chi viện của chúng ta mới không dám hành động bừa. Vì những người anh em khác không biết lúc này chúng ta đang ở đâu, nếu quân chi viện tùy ý đến cứu viện thì cũng sẽ rơi vào bẫy nghe hoa hồng đỏ phân tích những người khác cũng cảm thấy có lý vì phía sau họ bỗng xuất hiện quân địch với số lượng lớn nên bây giờ họ mới bị bao vây không thể quay về cũng chính vì thế mà liên lạc giữa họ và quân đội bị quân địch cắt đứt hiện giờ chúng ta quay đầu lại mới là đâm đầu vào chỗ chết mà đối phương để binh lực lại đây tức là binh lực phía trước chúng ta hơi yếu chúng chắc chắn sẽ không ngờ sau khi chúng ta bị bao vây không chỉ không rút lui mà lại tiếp tục tấn công Hoa Hồng Đỏ lấy một cây bút đỏ ra vẽ một đường cong tấn công trên bảng đen, mục tiêu chỉ thẳng vào lều trại của đế quốc Tam Địch. Nếu đã vậy thì chúng ta không phá vòng vây tại nơi này mà phải ngược lại, đánh cho đối phương không kịp trở tay để giành lấy trận địa của quân phòng vệ của chúng. Như thế quân đội đằng sau chúng ta chắc chắn sẽ đuổi theo chúng ta, quân chi viện của chúng ta cũng biết chúng ta đang ở đâu. Chương 963: Cách đánh táo bạo nếu có thể thành công chiếm được biên giới đế quốc Tam địch thì chúng ta không chỉ có được tuyến phòng thủ kiên cố mà cũng có lương thực và mọi thứ. Chúng ta có thể ở đây đợi quân chi viện tấn công đến, sau đó hợp lại với quân chi viện, một trước một sau, trong ngoài hợp nhất tấn công liên quân này. Hoa Hồng Đỏ phân tích kế hoạch của mình đã thuyết phục được những người trong bộ chỉ huy. Mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ cô ấy. Có thể nói quyết sách lúc này của Hoa Hồng Đỏ chính là quyết sách của Tiêu Chính Văn. Cô nói đúng, cháu cùng rứt dậu mới có thể liên tục xảy ra những chuyện nguy hiểm. Tôi ủng hộ cách làm của cô. Đúng thế, thả buông tay chịu chói còn hơn phải ngồi đợi chết. Tiến lên, dù là trận chiến tử cũng không sao, đồng bào chắc chắn sẽ báo thù cho chúng ta, chúng ta quyết hy sinh vì tổ quốc. Vừa nghĩ đến tấn công thẳng vào tuyến phòng thủ của đế quốc tam địch, họ rất phấn khởi, thậm chí còn sụp sôi ý chí chiến đấu. Lúc này trong lều trại đại quân 300.000 người của đế quốc Tam địch, thống soái quân liên quân Ano đang nhàn nhã ngồi trong nhà ăn nghe binh sĩ của mình báo cáo. Báo cáo thống soái, quân Bắc Lương đã không có phản ứng gì nữa, bất kể là quân Bắc Lương ở trong tuyến phòng thủ Bắc Lương hay là quân Bắc Lương ở trong vòng vây đều đã không có bất kỳ phản ứng nào nữa. Binh sĩ báo cáo. Phụ tá bên cạnh vui mừng nói, xem ra chúng không muốn phản kháng nữa rồi có lẽ đã chấp nhận sự thật tàn khốc này. Mấy ngày nay, quân Bắc Lương trong tuyến phòng ngự đã xuất trận mấy lần muốn cứu quân đội của Hoa Hồng Đỏ về, nhưng đều bị người của họ đánh lui về. Hơn nữa còn có không ít quân đội bị phân ra bao vây tiêu diệt. Hiện giờ quân Bắc Lương trong tuyến phòng thủ đã không có bất kỳ hành động nào nữa, phụ tá nghĩ họ đã không có động tính thì có nghĩa là họ đã bỏ quân đội bị bao vây này rồi nếu trại tiên phong của quân Bắc Lương này bị họ giết chết trước thì đều là tin tức cực kỳ vui với Mỹ quốc và các nước liên quân khác. Nghĩ đến đây, phụ tá lại vô cùng ngưỡng mộ Ano. Vị thống soái này không hổ là tướng quân nhiều năm chinh chiến trên chiến trường, có thể nghĩ ra được cách tuyệt vời như thế. Gạt tướng lĩnh của đối phương ra rồi bao vây ở chiến trường mà không ra tay chém giết, cố ý cắt đứt đường liên lạc của họ với bên ngoài để người của quân Bắc Lương liên tục đến chi viện, liên tục bị tổn thất, nâng cao giá trị lợi dụng của tướng lĩnh bên đối phương đến tột cùng, cuối cùng giành chiến thắng trận chiến mà không tổn thất gì về binh sĩ. Bây giờ vẫn chưa thể đắc ý. Sau khi được khen ngợi, Ano cũng khẽ cười. Chỉ tiếc là vua Bắc Lương không ở trên chiến trường, nếu có thể giết hắn, có thể lấy đầu hắn làm vật kỷ niệm thì mới gọi là thành công mỹ mãn. Ano thầm cảm thấy tiếc nuối. Người hắn muốn giết nhất là Tiêu Chính Văn, vì giết được Tiêu Chính Văn thì hắn có thể vang danh. Trong mắt nhiều người, Tiêu Chính Văn là thần, là thần trong quân đội, là quân thần trong mọi thống soái. Nếu hắn có thể giết Tiêu Chính Văn thì hắn chính là người giết thần trong truyền thuyết, là người đáng sợ hơn cả quân thần. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, không cam lòng uống một hớp rượu. Lúc này Tiêu Chính Văn đã đến phòng thủ biên giới của quân Bắc Lương. Ngay lúc các binh sĩ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt họ, tất cả quân nhân trong quân Bắc Lương đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Họ biết chủ soái của mình về rồi, họ biết thống soái tương đương người đàn ông được gọi là thần của quân đội hàng chục nghìn người đã về. Tôi đã biết tình hình của Hoa Hồng Đỏ, bây giờ chuẩn bị lực lượng sau giờ trưa ngày mai, 100.000 người quân Bắc Lương xuất phát từ khu vực chính giữa. Tiến thẳng đến Hoàng Long, phá vỡ trận địa của đối phương. Tiêu Chính Văn đã nghĩ ra sẵn chiến lược tấn công trên đường đến đây rồi. Ngày mai tấn công có muộn quá không? Bây giờ Long Nghị rất lo lắng cho an toàn của Hoa Hồng Đỏ. Vì Hoa Hồng Đỏ đã mất liên lạc với họ 4 ngày rồi, hiện giờ bên ngoài lạnh giá, tuyết rơi ngày càng lớn, hơn nữa khi mấy người Hoa Hồng Đỏ xuất phát không? Mang theo nhiều lương thực, giờ còn đang bị bao vây, mấy ngày nay còn có thể chống đỡ được không? trong tình trạng lạnh giá và thiếu lương thực, còn có thể tiếp tục chiến đấu với quân địch không? Long nhị không dám nghĩ tiếp nữa. Audio điện tử võ tấn bền chương 964, lẽ nào hắn đã đến? Yên tâm đi, đối phương có binh lực đầy đủ như thế, nếu muốn giết hoa hồng đỏ thì đã ra tay lâu rồi. Nếu chúng giết hoa hồng đỏ thì đồng nghĩa với việc hủy đi uy danh quân Bắc Lương đánh nhiều năm, chúng chắc chắn sẽ không e dè mà thông báo chuyện này ra, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để nâng cao tinh thần chiến sĩ của mình, đả kích bên ta. Nhưng chúng không làm thế tức là chúng không ra tay trực diện. Tại sao lại không đánh, là vì không muốn bị tổn thất quá nhiều, hơn nữa còn muốn lừa chúng ta ra trận, làm lực lượng của chúng ta suy yếu dần từng chút. Muốn phá giải được cách này thì chỉ có toàn quân tấn công, hung hăng đánh chúng, đánh bại trí khí của chúng. Tiêu Chính Văn nói rồi giơ nắm đấm lên, dùng sức đập mạnh lên bàn. Ngày mai xuất phát đúng giờ, chúng ta phải tin Hoa Hồng Đỏ, tin họ có thể vững vàng chống đỡ. Sau giờ trưa ngày mai, chắc chắn đối phương sẽ buông lỏng cảnh giác, chúng ta chỉ đánh vào lúc này mới có thể làm chúng không kịp trở tay. Nếu Hoa Hồng Đỏ không trụ được nữa thì chúng ta giết hết đối phương, lấy máu của địch an ủi tướng sĩ Bắc Lương. Ngày hôm sau, thấy quân Bắc Lương vẫn không có động tính gì, Ano dần mất kiên nhẫn. Hắn nghĩ có thể quân Bắc Lương đã buông bỏ trại tiên phong bị chúng bao vây này rồi. Mà đội tiên phong Bắc Lương đang bị bao vây này lại không hề nghĩ cách phá vòng vây. Bây giờ đã qua 5 ngày, Bắc Lương suốt trận gấp gáp chắc chắn hiện giờ đã sức cùng lực kiệt, là lúc nên tóm gọn hết một đám rồi. Ngay lúc Ano ra lệnh chuẩn bị tóm gọn quân Bắc Lương đang bị bao vây đó thì lại nhận được tin khác. Báo cáo thông soái, xảy ra chuyện lớn rồi. Quân Bắc Lương bị chúng ta bao vây đang chạy về hướng ngược lại. Từ đêm qua đến giờ đã tấn công tuyến phòng thủ của Đế quốc Tam Địch. Hiện giờ đã chiếm giữ hết các thủ thành biên giới Tam Địch rồi. Một binh sĩ trong đó vội vàng chạy vào báo cáo. Chúng tập trung hết toàn bộ binh lực vào việc cắt đứt mối liên hệ giữa quân đội của Hoa Hồng Đỏ và tuyến phòng thủ của quân Bắc Lương, cũng vì đề phòng việc quân đội do Hoa Hồng Đỏ dẫn dắt chạy trốn nhưng lại không ngờ vị trí phòng ngự yếu ớt nhất của chúng cũng là nơi mà chúng nghĩ hoa hồng đỏ có không khả năng đến nhất tuyến phòng thủ thủ thành của đế quốc tam địch lại bị phá vỡ. Hiện giờ chúng đã chiếm tuyến phòng thủ của đế quốc tam địch, không chỉ lấy vật tư mà còn chiếm luôn cả vị trí địa lý có lợi nữa, rất khó khăn cho chúng ta khi muốn tấn công lên. Nghe thế, Ano hoàn toàn sụp đổ, không ngờ mình còn đang cắt đứt đường tiếp tế mà đối phương lại không thèm quan tâm cứ thế lao thẳng về phía mình nhưng hắn cũng bình tĩnh lại rất nhanh, nói, đừng sốt ruột, tập trung hết binh lực vào tuyến phòng thủ đế quốc tam địch, chúng ta có đủ binh lực, chỉ cần một ngày là có thể đánh hạ đối phương. Lúc này hắn còn đang nghĩ giành lại tuyến phòng thủ nhưng hắn lại không biết tiêu chính văn đã xuất trận với toàn bộ binh lực đang tiến về phía hắn với tốc độ kinh hoàng. Trong màn tuyết dày đặc, 100.000 binh sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ, mặc bộ đồ tác chiến màu trắng như những sát thần màu trắng dưới bầu trời họ thẳng tiến đến tuyến phòng thủ của đại quân 300.000 người với tốc độ cực nhanh. Không lâu sau lại có người đến báo, chuyện lớn rồi. Lúc nãy quân Bắc Lương đã tấn công phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng ta rồi, tốc độ của chúng quá nhanh, chúng ta không phản ứng kịp. Cái gì? Bây giờ Ano hơi hoang mang, vì hắn sắp bị địch bao vây tứ phía rồi. Lần này hẳn là chúng đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa chiến tranh đã sắp lan đến chỗ chúng ta rồi bùm, ầm, um. vừa dứt lời, tiếng cháy nổ liên tiếp vang lên, trong không trung vang lên tiếng máy bay chiến đấu. Lúc này Ano mới biết sự việc không còn đơn giản nữa, hiện giờ việc có thế làm chỉ có trốn đi trước. Tại sao chúng lại đánh đến đây nhanh thế? Chẳng phải chúng ở cách chúng ta mấy chục km sao? Sao chúng làm được? Quân liên minh của chúng ta có tất. Cả hơn 300.000 người, Rốt cuộc quân Bắc Lương đã cử ra bao nhiêu người mới có thể đánh bại được hơn 300.000 người của chúng ta? Trong đầu a nô đã hiện ra vô số dấu hỏi, bây giờ hẳn cảm thấy không thực tế. Vốn dĩ nghĩ quân Bắc Lương chỉ có hư danh mà thôi, sẽ chỉ là một đống cát mà thôi. Nhưng không ngờ quân Bắc Lương lại đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hẳn. Giờ hắn hoàn toàn không dám kết luận nhiều hơn, chỉ nghĩ dẫn binh sĩ của mình rút lui trước không biết tại sao trong đầu hẳn bỗng hiện ra bóng dáng của Tiêu Chính Văn. Lẽ nào hẳn đích thân đến? mươi 965, vượt qua biên giới thì đều phải chết. Anô thầm cảm thấy khiếp sợ nhìn nơi đóng quân phía sau mình, sau đó thì thấy rất nhiều máy bay ném bom bay ngang qua trên đầu hắn thả tên lửa đạn đạo xuống khiến nơi đóng quân thành một đống đổ nát. Mà sau trận nổ, hắn nhìn thấy một gương mặt từng khiến đại quân một triệu người của tám nước đều khiếp sợ gương mặt này đã trở thành nỗi ám ảnh của hắn khuôn mặt này đã khiến tất cả mọi người run rẩy khuôn mặt này khiến bọn hắn sợ đến nghẹt thở vua bắc lương tiêu chính văn người đàn ông này lao thẳng vào nơi đóng quân của hắn như vị thần binh trên trời xuống trong tay còn cầm hai khẩu súng trường tự động ngắm chuẩn xác vào những người xung quanh người đàn ông liên tục cướp đi sinh mạng của những người khác hệt như thần chết có không ít người muốn tiến đến ngăn tiêu chính văn lại nhưng lúc này tiêu chính văn như một vị chiến thần không ai có thể cản được anh. Mỗi một phát súng đều có thể lấy đi sinh mạng, để bảo vệ cho Ano rút lui, quân đội liên hợp chỉ có thể lấy thân mình chặn trước nòng súng của tiêu chính văn mong rằng có thể làm chậm tốc độ của tiêu chính văn. Nhưng tiêu chính văn lại vô cảm dẫm đạp lên chúng. Sau khi hai khẩu súng hết đạn, anh vứt súng đi, nhặt súng của quân đội liên hợp lên rồi lại tiếp một đợt tàn sát mới. Không ai có thể ngăn cản được bước chân của anh, hơn nữa mục tiêu của Tiêu Chính Văn rất rõ ràng, chính là Ano. Chạy nhanh đi, hắn đến rồi. Anh ta có còn là người không? Bắn, mau bắn đi. Anh ta là vua Bắc Lương, không cần quan tâm có bắn vào người của mình không. Chỉ cần có thể giết được anh ta, hy sinh nhiều người hơn cũng đáng. Chúng đã không còn quan tâm có làm chiến hữu của mình bị thương hay không nữa, giờ chỉ cầu mong có thể giết được Tiêu Chính Văn bởi vì bộ dạng lúc này của tiêu chính văn quả thật quá điên cuồng đằng trước vừa giơ súng lên còn chưa kịp nổ súng thì đã bị tiêu chính văn bắn ngả một đống người tiêu chính văn lại rất nhanh chen chân vào trong quân đội của chúng tay cầm hai khẩu súng lao về phía trước điên cuồng bắn những người khác muốn bắn tiêu chính văn một phát nhưng đạn của chúng lại không thể bắn chúng tiêu chính văn mà lại bắn vào đồng đội của mình tiêu chính văn linh hoạt lợi dụng đồng đội của chúng để chắn phía trước thậm chí còn sách cả thi thể đồng đội chúng làm tấm khiên chắn trước mặt mình. Trên chiến trường, tiêu chính văn hệt như một cái máy giết người, bất kỳ đồ vật gì, vũ khí gì đều có thể phát huy tác dụng. Bất kể là súng lục của địch hay thi thể của địch, vũ khí của địch nằm trong tay anh đều trở thành vũ khí giết người, hàng chục nghìn quân tụ lại, máu tanh tưởi ngàn dặm. Ano vừa rút lui vừa nhìn lại tiêu chính văn hắn không còn cách nào khác chỉ có thể trợn mắt nhìn tiêu chính văn từng bước ép sát lại gần cuối cùng tiêu chính văn đi đến trước mặt hắn ano cầm khẩu súng trong tay muốn nhắm bản tiêu chính văn ngay lúc này khẩu súng trong tay tiêu chính văn lại bị kẹt đạn đạn đã hết đây là cơ hội tốt để đánh trả ánh mắt ano lóe lên tia sáng hơn nữa còn lên nòng muốn một phát bản chết tiêu chính văn nhưng trong tay tiêu chính văn lại xuất hiện con dao quân đội nằm cạnh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trước một bầu trời đầy tuyết trắng, ngay tức khắc đánh về phía khẩu súng và tay Ano. Ngay sau đó, Ano chỉ nhìn thấy một đôi mắt lóe lên màu máu, sau đó đầu hẳn bị tiêu chính văn một dao chém xuống. Lúc này các binh sĩ liên quân đều vô cùng hoảng sợ. Chúng không ngờ tiêu chính văn sẽ đi vào quân địch lấy đầu của tướng lĩnh. Lúc này tiêu chính văn đứng trên một tảng đá đầy tuyết, một chân đá thi thế Ano về phía liên quân, lấp huyết nhuốm đầy màu đỏ, sau đó hét lên kẻ xâm phạm đến Hoa Quốc đều phải chết. Hôm nay quân địch nào vượt qua biên giới thì đều phải chết. chương 966, Tiêu Chính Văn phản đòn. Thấy Ano thống soái của mình bị Tiêu Chính Văn giết chết, người thuộc liên quân các quốc gia hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, không dám đánh với Tiêu Chính Văn. Chúng sợ chết khiếp, sợ đến vỡ mật trận chiến với tiêu chính văn này quả thật là một trận chiến đáng sợ. Sau đó quân Bắc Lương xông đến với số lượng lớn giết hết đám liên quân đã sợ chết khiếp đó không còn một manh giáp. Cùng lúc đó, tiêu chính văn cũng nhận được tin, lúc này hoa hồng đỏ đang đứng vững trận tuyến trong tuyến phòng thủ của đế quốc tam địch. Tiêu chính văn đánh trận rất thuận lợi, trước khi đến tuyến phòng thủ của đế quốc tam địch thì anh đã thành công gặp được hoa hồng đỏ. Nhìn thấy tiêu chính văn, hoa hồng đỏ mừng rỡ suýt rơi nước mắt, không quan tâm đến hình tượng mà nhào vào lòng tiêu chính văn hòa khóc. Chúng ta về nhà. Tiêu chính văn đứng dưới tuyến phòng thủ giơ tay ra với hoa hồng đỏ. Mở cổng thành ra đón vua Bắc Lương. Hoa hồng đỏ ra lệnh, tuyến phòng thủ mở cửa ra đón tiêu chính văn và quân Bắc Lương phía sau tiến vào. Chủ soái là chủ soái thật đấy. Chủ soái đích thân dẫn binh lính đến cứu chúng ta rồi, tôi không nằm mơ đấy chứ quả nhiên chúng ta không bị bỏ lại, quả nhiên chúng ta thắng rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy tiêu chính văn, mấy người họ đều không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt, thậm chí chân hơi nhũn ra quỷ xuống đất. Liên tục bốn ngày nay bị quân địch bao vây, thậm chí họ đã không còn hy vọng sống nữa. Bởi vì trong khoảng thời gian này, họ vừa lạnh vừa đói, thậm chí không đợi được chi viện của đồng đội hơn nữa sĩ quan chỉ huy của họ còn ra lệnh họ tiến vào vùng trung tâm của địch với họ mệnh lệnh này như lao vào chỗ chết nhưng kỷ luật quân đội của quân bắc lương là nghe theo mệnh lệnh vô điều kiện họ cũng không dám hỏi nhiều chỉ đành tin tưởng vào nhận định của hoa hồng đỏ tiến thẳng về phía trước cũng may cuối cùng họ thành công phá vỡ tuyến phòng thủ của đế quốc tam địch thành công chiếm được trận địa phòng ngự của đối phương hơn nữa còn lấy được số lượng lớn vật tư khiến họ càng có thêm hy vọng hơn nhưng họ vẫn rất lo lắng lo rằng liên quân sẽ quay lại đối phó với họ trên đường đến họ đã tổn thất rất nhiều binh lính liên quân có hàng trăm nghìn binh lính họ chỉ có mấy trăm người mà thôi dù có được thiên thời địa lợi nhân hòa họ cũng không phải là đối thủ của đối phương bây giờ từng hành động của họ chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi nếu không ai đến tri viện thì họ chắc chắn sẽ chết thậm chí có vài binh lính đã viết xong di thư hy vọng sau khi mình chết đi bức thư này có thể được mang về nước rồi gửi cho người nhà của mình họ đã không còn mong có thể sống trở về chỉ mong sau khi mình chết các chiến hữu khác có thể báo thù cho mình thế nhưng khi họ nhìn thấy tiêu chính văn dẫn một nhóm quân bắc lương đến dưới tuyến phòng thủ của họ họ mới biết hóa ra quân bắc lương vẫn không hề bỏ họ lại đồng đội vẫn đang đợi thời cơ để cứu họ ra cuối cùng họ cũng trụ vững được đến lúc quân tri viện đến cuối cùng họ cũng nhìn thấy tia hy vọng sống. Trong phòng họp, sau khi mấy người Tiêu Chính Văn và Hoa Hồng Đỏ mở một cuộc họp đơn giản, những người khác dần giải tán, cả phòng họp chỉ còn lại Hoa Hồng Đỏ và Tiêu Chính Văn. Lúc này cuối cùng Hoa Hồng Đỏ cũng không khống chế được cảm xúc của mình nữa, lao đến ôm chặt lấy Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng ôm lấy cô ấy, khẽ vỗ sau lưng cô ấy an ủi. Anh biết Hoa Hồng Đỏ đã phải chịu áp lực rất lớn làm tôi sợ chết khiếp nếu tôi và các binh lính này đều chết ở đây thì tôi không biết nên đối mặt với anh thế nào tôi sợ làm anh mất mặt tôi sợ bôi nhỏ thanh danh của quân bắc lương hoa hồng đỏ ngẩng đầu lên nhìn tiêu chính văn người phụ nữ vốn rất kiên cường nay lại vô cùng yếu đuối tôi biết nhưng cô đã thành công rồi không chỉ thành công kéo dài thời gian để chúng tôi đến kịp mà thậm chí còn đánh tan tuyến phòng thủ của đối phương cô không hề làm quân bắc lương bị nhục nhã sau cuộc chiến lần này chắc chắn cô sẽ được thăng sao tiêu chính văn liên tục cổ vũ cho hoa hồng đỏ đồng thời cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động vốn dĩ khi trở thành phụ tá của anh hoa hồng đỏ đã có khả năng độc lập lần này có thể đưa quyết đoán xuất sắc như thế cũng khiến anh bất ngờ ừ được tiêu chính văn khen ngợi hoa hồng đỏ cảm thấy rất vui đi thôi chúng ta về lần này chúng ta bắt được một đám binh lính của địch có thể dùng để trao đổi với đối phương. Tù binh có thể chuộc về bằng tiền, họ có thể đưa ra cái giá cao ngất ngưỡng, kiếm về được một số tiền lớn từ các nước khác. Hơn nữa tôi nghĩ hẳn là chúng có kế hoạch khác, lần này chúng định trở mặt với chúng ta chắc chắn sẽ có đợt tấn công thứ hai. Tiêu chính văn cũng biết rõ mặc dù liên quân bị mình đánh hạ nhưng nếu đã quyết định quay lưng với mình, chắc chắn chúng sẽ tổ chức đợt tấn công tiếp theo, rất có thể sẽ nhanh thôi chắc chắn mình phải nghĩ cách đánh bại đối phương hoàn toàn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Ngay khi họ vừa rút lui về biên giới, một đại sứ ngoại giao bỗng đi đến. Các cậu đang làm gì thế? Các cậu lại dám giết thống soái Ano sao? Lẽ nào các cậu không biết hành động thế nghĩa là khai chiến với các nước khác à? Muốn làm dạn nứt mối quan hệ ngoại giao hả? Nếu đánh thật thì các cậu có gánh nổi trách nhiệm này không? Đại sứ ngoại giao hoảng sợ mắng. Tiêu Chính Văn cũng không khách sáo túm lấy cổ áo ông ta kéo đến trước mặt mình, sau đó đấm mạnh vào mặt ông ta khiến ông ta lảo đảo lùi về sau mấy bước. Cậu dám đánh tôi ư? Cậu dám đánh tôi? Lẽ nào cậu không biết chúng tôi phải cố gắng thế nào mới có thể bình ổn được mâu thuẫn giữa các cậu với đối phương sao? Đại sứ ngoại giao đó lộ vẻ ngạc nhiên và khiếp sợ. Ông ta nhìn thấy vẻ phẫn nộ và sát khí mạnh mẽ toát ra từ trên người tiêu chính văn, Chắc chắn nếu ông ta dám nói nửa câu chọc giận Tiêu Chính Văn thì ngay lập tức sẽ bị người đàn ông trước mặt này giết chết. Những người hy sinh đều là anh em của tôi, các ông chỉ được cái miệng thôi. Sở dĩ các ông có thể đàm phán với đối phương là vì vô số binh lính ở tiền tuyến đã hy sinh mạng sống và máu của mình để đổi lấy. Các ông không nên chất vấn chúng tôi, mà nên thể hiện phương thức ngoại giao thông qua ý chí kiên cường, không nhượng bộ dù chỉ một tấc đất. Tiêu Chính Văn nói xong bèn dẫn nhóm người xoay người rời đi. Mặc dù đại sứ ngoại giao có cống hiến to lớn cho sự hòa bình giữa hai nước, nhưng người ta nói rất đúng, các nước yếu không có ngoại giao, nếu không phải họ đổ máu vào chiến trường thì làm sao các nhà ngoại giao của mình có thể cứng rắn nói chuyện được với các nước khác. Sau khi quay lại phòng họp, Tiêu Chính Văn lập tức trấn an binh lính của mình sau đó nói với họ sẽ có tiền bồi thường cho những chiến sĩ đã hy sinh hoặc bị thương và được gửi về cho người nhà, hơn nữa mình sẽ đích thân đến nhà các liệt sĩ để thăm hỏi. Vấn đề bây giờ là đối phương có thể vẫn sẽ tiến hành tấn công đợt 2, vì đây là trận địa vô cùng lớn của chúng. Nếu đối phương đã dám đánh chúng ta tức là muốn quyết sống mái với chúng ta, chúng ta nhất định phải cắn răng giữ vững không được lùi bước, nếu không sẽ trúng bẫy của chúng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tiêu chính văn đoán được sở dĩ đối phương phái đến nhiều binh lực như thế, kêu gọi nhiều quốc gia cùng đối phó với quân Bắc Lương là vì muốn tạo ra sự thất bại của quân Bắc Lương. Vì quân Bắc Lương chưa từng thua lần nào trong chiến tranh với nước ngoài. Mà chúng bắt tay với nhau đối phó với quân Bắc Lương không phải muốn tiêu diệt toàn bộ mà chỉ muốn làm quân Bắc Lương thất bại. Chỉ khi quân Bắc Lương bị đánh bại thì mới có thể là giảm nhuệ khí của quân Bắc Lương. chương 967, 100.000 liên quân. Thế nên chúng sẽ không cam tâm để thua một trận chiến như thế, chúng sẽ tăng cường thêm nhiều binh lực, chúng ta phải bày bố mai phục trên tuyến phòng thủ này trước. Tiêu Chính Văn vẽ một đường ngang trên bản đồ, khu vực này chính là đường biên giới với đế quốc Tam Địch, là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi đối phương cảnh giác nhất. Muốn dàn trận mai phục ở đây là rất khó khăn, thậm chí rất có thể sẽ đưa đầu mình vào họng súng của đối phương mọi người chuẩn bị lương thực và trang bị đầy đủ để lên đường, chúng ta phải mai phục trước ở đây để đánh đối phương không kịp trở tay, làm xa suốt nhuệ khí của đối phương. Vốn dĩ là chiến thuật nguy hiểm có tỷ lệ thắng cao nhất nhưng Tiêu Chính Văn không muốn dùng chiến thuật này đến cùng vì như thế cũng có nghĩa là các chiến sĩ phải chịu rủi ro cực lớn. Mà rủi ro càng lớn thì hồi đáp cũng sẽ càng lớn một khi thành công mai phục đánh bại được đối phương thì sẽ là cuộc tấn công có tính tiêu diệt với đối phương có lẽ chiến thuật bày binh bố trận táo bạo như vậy cũng chỉ có mình tiêu chính văn nghĩ ra mà thôi sở dĩ tiêu chính văn nghĩ ra chiến thuật này là vì anh tin tưởng vào tướng sĩ của mình vì họ là quân bắc lương nên mới dám triển khai chiến thuật này nếu đổi thành quân đội khác tuyệt đối không có chỉ huy nào dám đánh cược mạng sống các tướng sĩ của mình trên chiến trường giải tán hết đi về nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai chúng ta hành động. Tiêu chính văn nói xong, những người khác đều giải tán quay về bắt đầu tập luyện và nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc mai phục lớn vào ngày mai. Lúc này trong sảnh lớn cuộc họp liên hợp ở Mỹ Quốc, rất nhiều tướng lĩnh của các nước đã tập trung lại đây bàn bạc cách đối phó với quân Bắc Lương. Sau khi Ano bị giết đã không còn vị tướng lĩnh nào dám đối đầu trực diện với quân Bắc Lương nữa. Vì chúng vẫn chưa từng nghe nói có vị tướng lĩnh nào dẫn hơn 800 binh sĩ dám xông vào khu vực của hàng trăm nghìn binh sĩ, hơn nữa còn giết địch chỉ trong chốc lát. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại làm được. Anh chỉ dẫn theo 800 người đột một đến vùng gần nơi đóng quân của Ano. Tiêu Chính Văn kết hợp nhảy dù và xe trượt tuyết, đầu tiên là hàng trăm chiến sĩ đặc chủng nhảy dù tiến vào khu vực của địch, máy bay ném bom bắn phá quân địch để yểm trợ cho chiến sĩ nhảy dù xâm nhập vào sau khi các binh sĩ nhảy dù đi vào trong liên quân thì bắt đầu tấn công và quấy phá. Nhân lúc nội bộ của chúng hỗn loạn, người bên ngoài lấy xe trượt tuyết lẻn vào trong quân đội của địch, kết hợp chiến đấu với quân nhảy dù. Cách tấn công này hệt như đội cảm tử khiến mọi người đều khiếp sợ. Họ đều cảm thấy không thể tin được, nhưng vừa nghĩ đến đây là chỉ huy của quân Bắc Lương, đây là chiến tích của quân Bắc Lương thì lại cảm thấy không hề lố tí nào. Vì trong các trận chiến trước, Tiêu chính Văn thường dùng rất nhiều mưu ma trước quỷ để xoay vòng vòng địch trong lòng bàn tay, thậm chí còn dùng các chiến thuật kỳ lạ xoay chuyển trời đất. E là cũng chỉ có quân đội Hoa Quốc và vài quân đội có tín ngưỡng mới có thể sử dụng những cách đánh thế này. Một vị tướng lĩnh trong đó không khỏi cảm khái. Nếu bây giờ hắn ra lệnh dùng cách của quân Bắc Lương bảo binh sĩ của mình tấn công vào quân Bắc Lương, tấn công vào họ như một đội cảm tử, thì chắc chắn cấp dưới của hắn không những không nghe theo lệnh của mình mà thậm chí có thể còn sẽ nghĩ mình đang đưa chúng vào chỗ chết, sẽ quay ngược lại giết mình trước. Nghĩ đến đây, họ không thể không bội phục khả năng thực hiện nhiệm vụ của quân nhân Hoa Quốc. Nếu không phải là đối thủ khó chơi như thế, chúng ta cũng sẽ không ngồi ở đây. Phải biết là bây giờ chín nước đang tập trung tại đây là chín quốc gia có thủ với Hoa Quốc, là chín đất nước từng thua dưới tay của quân Bắc Lương. Chúng ta phải đánh bại đối phương, chúng ta phải rửa sạch nỗi nhục nhã này, chúng ta phải đánh bại được huyền thoại không thua của quân Bắc Lương." Tổng chỉ huy tuyên bố đầy phấn khởi. Mặc dù chúng ta bị thất bại khá nặng nề nhưng càng chính vì thế mà chúng ta không thể để thua nữa, phải nhanh chóng điều động quân đội tốt, nhân lúc chúng chưa phản ứng lại thì lập tức ép sát vào trong biên giới của chúng. 100.000 quân trên bộ đi đến đường biên giới. Sau đó 50.000 xe tăng trợ sức cho 100.000 quân này thiết lập cứ điểm ở khu vực biên giới. Lần này chúng ta phải ép sát đến trước nhà chúng, đánh đến căn cứ của chúng, sau khi quân đội đuổi đến kịp thì có thể tổng tiến công với quân Bắc Lương. Tổng chỉ huy Bradley nói rồi bắt đầu thu xếp lực lượng quân đội của mình. Hành động lần này chỉ cho phép thành công không được thất bại, nhưng lúc chúng vẫn chưa phản ứng lại thì chúng ta phải chuẩn bị trước một bước. Lúc này có người bỗng lên tiếng hỏi, thế ai sẽ là người đến chiến trường để chỉ huy? Vấn đề này khiến mọi người rơi vào trầm tư. Vì chỉ huy chiến trường trước đó là Ano đã bị tiêu chính văn chém đầu, bây giờ đã không còn vị tướng lĩnh nào dám đi đối đầu với tiêu chính văn nữa. Họ sợ nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị tiêu chính văn chém đầu. Đây không chỉ là nỗi nhục mà còn mất mạng, Cuộc đánh cược này khá mạo hiểm nên có rất nhiều người đều không muốn đối đầu trực diện với Tiêu Chính Văn. Họ đều đã bị vua Bắc Lương đánh cho sợ rồi, giờ vừa nghĩ đến gương mặt đáng sợ của Tiêu Chính Văn thì cả người đều run rẩy. Trước đó giao 300.000 người cho Anô để Anô bao vây người của quân Bắc Lương, bao vây giết chúng. Những người khác đều nghĩ đây sẽ là một trận chiến mà phần thắng chắc chắn thuộc về mình. Không ngờ họ vẫn thua, hơn nữa còn thất bại thảm hại. Thậm chí ngay cả chỉ huy Ano cũng bị tiêu chính văn tấn công giết chết. Lẽ nào cấp dưới của mọi người không còn ai dám khai chiến với tiêu chính văn hết sao? Lẽ nào chúng ta không muốn thắng sao? Badly không dám tin nhìn họ. Im lặng hồi lâu, một tướng lĩnh của đế quốc phá Lan đứng lên nói Lúc trước liên quân mà chúng ta tổ chức muốn đánh lén quân Bắc Lương nhưng lại thất bại nên chúng tôi cũng muốn rửa mối nhục này. Cấp dưới của tôi vừa hay có một đại tướng là tướng quân tho tên của anh ta giống với thần sấm hơn nữa anh ta cũng được gọi là đại tướng quân thần sấm vì chỉ huy tác chiến trên chiến trường của anh ta rất hung hãn thế nên được gọi là thần sấm tôi nghĩ đại tướng quân thần sấm của chúng tôi có thể đấu với vua bắc lương không biết ý của tướng quân tho thế nào vừa dứt lời một người đàn ông cao lớn đứng dậy vẫy tay với mọi người chào mọi người tôi là tho nếu mọi người không biết tôi là ai thì mọi người có thể tìm kiếm người đứng top 10 bảng xếp hạng trong các trận đấu diễn tập mô phỏng ở quốc tế trong những năm gần đây chính là tôi. Tho vô cùng tự tin bước lên bục. Hắn đã mấy lần giành được thắng lợi về diễn tập quân sự nên mọi người cũng không còn lạ gì với hắn nữa. Thấy Tho bước lên bục, những người khác đều nghĩ lần này chắc ổn rồi, ít nhất có thể lập được cứ điểm ở tiền tuyến, ép tuyến phòng thủ của quân Bắc Lương lùi về mấy chục mét tôi rất ngưỡng mộ sự can đảm của tướng quân Tho, hy vọng anh có thể trở thành tướng lĩnh đầu tiên đánh bại được vua Bắc Lương. Tên của anh sẽ được ghi danh vào lịch sử, anh sẽ trở thành người sát thần đầu tiên, đại tướng quân thần Sấm Tho. Barclay dành tặng rất nhiều lời khen, liên tục khích lệ Tho, hy vọng kích thích được lòng tự tin của Tho, đồng thời cũng xem như nói cho các tướng lĩnh khác biết họ đã mất đi cơ hội giao đấu với Tiêu Chính Văn tôi nhất định sẽ lấy lại tôn nghiêm mà đồng đội của tôi đã đánh mất mọi người cứ đợi mà xem vẻ mặt tho tràn đầy tự tin hắn vốn dĩ đã không sợ tiêu chính văn càng không sợ quân bắc lương gì đó thậm chí còn nghĩ tiêu chính văn là vua bắc lương sở dĩ có thể vang danh ra khắp bốn phương là vì quân đội phía sau anh là vì quân bắc lương mạnh nên thanh danh của tiêu chính văn mới vươn xa như thế nếu để hắn chỉ huy quân Bắc Lương thì hắn chắc chắn sẽ không thua kém tiêu chính văn. Sau khi được cổ vũ, Tho dẫn đội quân của mình chuẩn bị áp sát vào trong tuyến phòng thủ của quân Bắc Lương ngay trong đêm. Lúc này tiêu chính văn cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ trên đường biên giới. Hiện giờ quân Bắc Lương đều đang ẩn nấp trong tuyết, họ cứ thế nằm dạp xuống đất bất động để mặc cho gió tuyết che phủ cả người họ, trở thành đồ ngụy trang của họ. Lúc này trên tuyến phòng thủ lạnh giá của Bắc Lương, nhiệt độ đã xuống âm 40 độ, thậm chí ngay cả nước mũi chảy ra cũng bị đóng băng, cả khu vực đều biến thành một màu trắng xóa. Anh nói xem địch sẽ đến từ phía bên này thật sao? Bây giờ bên ngoài tuyết lớn như thế, tôi sợ có người không trụ được. Một binh sĩ lo lắng nói. Thế nhưng binh sĩ bên cạnh lại không đáp lời, binh sĩ đó căng thẳng vỗ người anh em bên cạnh. Một lúc sau, bên cạnh vang lên giọng nói uể oải không biết nhưng tôi biết tướng lĩnh của chúng ta cũng chính là vua bắc lương của chúng ta anh ấy chưa từng thua ở trận chiến nào cả nên tôi tin anh ấy làm tôi sợ chết khiếp tôi còn tưởng anh đã mất chi giác rồi chứ bây giờ không thể ngủ nếu anh mà ngủ lát nữa không tỉnh lại được đâu binh sĩ đó không khỏi thở phào tiêu chính văn bảo một tiểu đội bốn người ngồi vào chung một chỗ là đề phòng trường hợp có người bất cần ngủ quên rồi chết cóng trong tuyết hiện giờ họ phải cắn chặt răng cùng nhau trụ vững đợi địch đến rồi tấn công tiêu diệt địch lúc này họ đã mai phục trong tuyết cả một ngày nhưng đến giờ vẫn không thấy địch có động tĩnh gì nhưng họ tin chắc chắn địch sẽ xuất hiện ở đây vì vua bắc lương nói như thế chỉ là khí hậu lúc này rất lạnh giá thậm chí lạnh đến mức không thể thở được nhưng họ đã quen với việc chiến đấu trong điều kiện tuyết dày đặc phổi của họ đã quen với việc hít không khí lạnh bây giờ họ chỉ có thể lộ nửa đầu ra khỏi mặt nước lẳng lặng được địch đến. Một lúc sau, họ dần nghe thấy tiếng động tính, họ nghe thấy có người đang hành quân trong tuyết, nghe thấy tiếng xe tăng đang đến gần. Chỉ thấy đội quân 100.000 người và xe tăng của liên quân xuất hiện trước mặt họ. chương 968, Hoa Hồng Đỏ bị thương nặng. Lúc này Tho đang ngồi trong quân đoàn, cũng dần dần đi theo đội lính đến phòng tuyến, hơn nữa còn điều động mọi người bắt đầu tiến hành xây dựng cứ điểm. Phù phù, chỗ này lạnh quá, chiến đấu ở đây nếu không có cứ điểm, thậm chí có thể lạnh đến mức ngay cả chân cũng không bước nổi mất. Tho vừa xoa hai tay của mình, vừa đi đến phòng tuyến. Chỉ cần bọn chúng có thể xây dựng cứ điểm ở đây, vậy thì coi như là nền móng vì liên quân giành thắng lợi. Liên quân có thể ở đây, không ngừng chèn ép về phía trước mà bọn chúng có thể cung cấp nơi tiếp tế và nghỉ ngơi cho liên quân có thể trở thành chỗ dựa tránh xa chiến đấu của đối phương nghĩ như vậy tho càng cảm thấy hăng hái một luồng gió lạnh thổi đến hắn đứng phía trước phòng tuyến bắt đầu cởi quần của mình định đi vệ sinh đón gió ở chỗ này để tăng thêm phần hứng thú thế nhưng hắn vừa cởi quần thì đầu đột nhiên có nhiều lỗ đạn trên gương mặt của hắn vẫn giữ dáng vẻ mỉm cười sau đó giây tiếp theo hắn ngã về phía sau ngã thẳng xuống đất rồi mất mạng. Liên quân vẫn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, vừa quay đầu sang thì phát hiện người chỉ huy của mình đã nằm dưới đất bị xạ thủ bắn tỉa bắn chết tức tươi. Lẽ nào người này bị ngu sao? Ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, vừa nhìn đã biết hắn là tướng lĩnh, vậy mà lại dám đứng trước mặt trận cởi quần đi vệ sinh, quả thật là tìm đường chết. Hoa hồng đỏ cất súng bắn tỉa vào, sau đó ném một quả lựu đạn phòng thủ vào mặt trận phía trước âm um, tiếng nổ ầm um ầm um vang lên hai bên chiến đấu vô cùng ác liệt toàn bộ quân Bắc Lương mai phục gần đó đều hành động tốc độ của bọn họ rất nhanh dường như nghe thấy tiếng nổ liền lập tức đứng dậy tấn công về phía trước trong tay bọn họ cầm lựu đạn ném thẳng vào chỗ nhiều xe tăng nhất ầm um, ầm um, ầm um, trong nháy mắt ánh lửa mút trời những chiếc xe tăng đó bị nổ tung từng mảnh gần đó tên lửa xuyên giáp cũng không ngừng bắn tới khiến xe tăng nổ tan tác. Đám binh lính liên quân bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ chết khiếp. Bọn chúng muốn rút lui, nhưng lại bị mìn đã lắp đặt trước nổ tung đến mức xác không còn toàn thây. Ngay cả xe tăng phòng ngự cực cao cũng bị nổ chung từng cái một. Liên quân đã bị quân Bắc Lương đánh bại hoàn toàn khi bất ngờ không kịp đề phòng, đồng thời còn kèm theo từng trận mưa bom bão đạn dày đặc, không ít binh lính nhanh chóng ngã ở tiền tuyến. Những xe tăng không bị mìn nổ, may mắn sót lại, bị súng bắn tỉa có đạn xuyên giáp bắn nổ tại chỗ. Quân Bắc Lương đánh bọn chúng không còn chút sức đánh trả, lúc bọn chúng muốn tìm chỉ huy thì mới phát hiện chỉ huy của mình sớm đã bị đánh chết rồi. Giờ khắc này bọn chúng hóa thành bầy chim bay tán loạn, chỉ đành liều mạng chạy trốn, nhưng lại bị quân Bắc Lương đánh vừa chết vừa bị thương. Vốn dĩ ban đầu rất nhiều người đều chạy tán loạn, nhưng sau đó vừa nhìn thấy cảnh tượng mờ mịt này, gió tuyết lạnh lẽo này cuối cùng lại không thể không vòng trở lại lựa chọn đầu hàng. Cuối cùng tiêu chính văn hạ gục hoàn toàn kẻ địch dưới tiền đề không mất một binh lính nào, bắt được 70.000 tù binh của đối phương, thậm chí còn có được hơn 4.000 xe tăng kiểu mới hoàn chỉnh. Rất nhiều vũ khí súng ống và lương thực, toàn bộ đều được bọn họ vận chuyển về. Thắng lớn trở về. Cảnh tượng này cũng không ai ngờ được, bao gồm Bát Ly cũng hết sức kinh hoàng. Sao lại thua chứ? ưu thế lớn như vậy sao có thể thua chứ? Hắn trợn mắt, hoàn toàn không dám tin vào chuyện này, hắn không nhịn được giơ tay tát mình một bà tai, cảm thấy mình đang mơ. Thế nhưng bà tai này vô cùng đau đớn, không chỉ là mặt của hắn đau, mà tay cũng rất đau. Tại sao bọn chúng lại biết kế hoạch chiến đấu của chúng ta? Tại sao bọn chúng có thể làm tốt chuẩn bị trước? Tại sao chúng ta cứ luôn chậm hơn chúng một bước? Trời ơi! rốt cuộc vua Bắc Lương kia là ai? Sức mạnh quân sự của hắn cũng mạnh quá rồi, người này quá khủng khiếp. Thậm chí Bát đã sắp khóc. Sắc mặt những người khác cũng khó coi, bọn chúng đã đầu tư quá nhiều binh lực, quá nhiều tài nguyên vào trận chiến này, thế nhưng đến tận bây giờ, không chỉ không có được bất kỳ chiến tích gì, thậm chí còn hao binh tổn tướng để quân Bắc Lương danh tiếng vang xa. Vốn dĩ bọn chúng còn ôm hy vọng cực lớn đối với tho người được gọi là đại tướng thần sấm, không ngờ lại nghe người trốn về nói, Tho kia vừa khai chiến đã bị xả thủ bắn tỉa bắn chết tươi. Sau cuộc chiến, xác của Tho lại được quân Bắc Lương đưa thẳng về, thậm chí tiêu chính Văn còn ra cái giá rất cao, bảo liên quân trả 5 triệu đô mới có thể mang xác của đối phương về. Đây là lời dọa dẫm, nhưng bọn chúng không thể không chấp nhận. Bởi vì đó là xác của tướng lĩnh đế quốc Phá Lan, nếu không mang về sẽ khiến tướng lĩnh khác đau lòng, hơn nữa cũng sẽ vô cùng mất mặt cho nên đế quốc phá lan nhất định phải bỏ tiền túi chuộc lại xác của tho bây giờ chúng ta nên suy nghĩ kỹ phải làm thế nào mới ổn đã thua hai trận chiến bọn chúng đã không biết nên đối phó với tiêu chính văn thế nào nữa mọi người nghỉ ngơi trước đi bây giờ chúng ta đừng quá buồn trong tay chúng ta vẫn có đủ tiền cược có thể đầu tư vào trận chiến lần này trở về nghỉ ngơi đi bát ly xoa huyệt thái dương cơ thể hơi mệt mỏi đây là chiến lược hắn đề ra. nếu chiến lược vừa mới thực hiện đã bị đối phương phá giải, điều này khiến hắn vô cùng mất mặt. vua bắc lương này thật sự lợi hại như vậy sao? không ngờ lại có thể đoán trước như thần, điều khiển tình hình cuộc chiến thông suốt như thế. batley cảm thấy lòng tự tin của mình đã bị tiêu chính văn đánh mất. lúc này một trợ lý bên cạnh nói: tôi cảm thấy chuyện này có sơ hở, rất có khả năng có người thông báo cho vua bắc lương để vua bắc lương làm tốt chuẩn bị ý của cậu là bọn chúng đã nhận được tình báo trước có nghĩa là chỗ chúng ta có nội gián bát ly hỏi anh nghĩ xem trước đây ano chết trên chiến trường là bởi vì bị đối phương tìm được đại bản doanh nếu không phải có người tiến hành thông báo thì làm sao quân bắc lương có thể tìm được vị trí của ano sao có thể điều động đánh úp được câu nói của trợ lý khiến bát ly càng nghĩ càng cảm thấy không ổn càng nghĩ càng thấy chắc chắn có người bán đứng bọn chúng cố ý tiết lộ thông tin vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Batli cao màu hỏi trợ lý kia nói thứ nhất chúng ta phải tìm ra gián điệp nội bộ thứ hai tổng chỉ huy Batli chúng ta nên rút lui rồi đây là tài liệu mới của tòa nhà sáu góc Mĩ quốc yêu cầu ngày mai chúng ta rút quân bởi vì thiên tử các của Hoa quốc đã thông báo với toàn thế giới vào sáng hôm nay hai ngày sau sẽ tổ chức đại lễ Hoa Quốc. Tổng chỉ huy quân đội yêu cầu toàn thành viên chúng ta rút quân, trao đổi kế hoạch tấn công Hoa Quốc tiếp theo ở buổi đại lễ Hoa Quốc. Bát Ly liếc nhìn tài liệu, nhíu chặt mày. Cuối cùng trong sự bất lực, hắn chỉ đành thông báo cho tướng quân khác của liên quân, tuyên bộ kế hoạch rút quân. Đồng thời, chuyện liên quan đến đại lễ Hoa Quốc, hắn cũng nói chi tiết một lượt. Nửa ngày sau, ở biên giới Bắc Lương, binh lính liên quân còn lại lặng lẽ rút khỏi biên giới. Tiêu chính văn đứng trên đỉnh núi tuyết trắng xóa, mặc chiến bào hoa văn rồng xanh, khoác áo choàng màu trắng, cầm kính viễn vọng, nhìn theo hướng liên quân rút lui, nói một câu, rút quân. Gió! Bên cạnh, đám người hoa hồng đỏ và long nhị mặc đồ tướng, đều gật đầu đáp lại. Sau đó, đám người tiêu chính văn xoay người. Nhưng, vù! đột nhiên trong không khí truyền đến tiếng phá không khí chói tai, giống như kiếm sắc nhọn bắn thẳng về phía tiêu chính văn với tốc độ siêu nhanh. Khoảnh khắc đó, giữa cảnh tượng tuyết rơi mờ mịt, ba chuôi kiếm lấp lánh ánh sáng bạc, mang theo khí lạnh bức người, đâm về phía tiêu chính văn. Trên lưới kiếm chiếu dọi liên quân rút lui trên đất tuyết. Hoa tuyết sáu cánh rơi xuống, vừa chạm đến lưỡi kiếm đã bị sát khí rét thấu xương kia chém thành hai nửa. Leng keng, tiêu chính văn nhanh chóng phản ứng lại vội xoay người anh giơ tay tung con dao quân đội năm cạnh ra đánh bay hai chuôi kiếm trong số đó ở giữa không trung ầm vang hai tiếng hai chuôi kiếm bị đánh bay đâm thẳng vào vách đá bên cạnh khảm sâu vào bên trong nhưng một chuôi kiếm cuối cùng lại bất ngờ đâm thẳng về phía tim tiêu chính văn không thể tránh né chủ soái hoa hồng đỏ hét lên một tiếng bỗng nhiên xông tới đẩy mạnh tiêu chính văn ra phập máu tươi đỏ thấm bắn tung tóe giữa không trung tựa như hoa hồng đỏ tàn lụi rơi trên mặt tuyết trên đất tuyết trắng xóa máu tươi màu đỏ tươi đẹp và trói mắt khác thường trong ánh mắt của đám người hoa hồng đỏ phun ra máu bay mạnh ra phía sau ngã trên đất tuyết trắng xóa chớp mắt tuyết trắng dưới thân hoa hồng đỏ bị máu tươi nhuộm đỏ hoa hồng đỏ tiêu chính văn gầm lên giận dữ nhanh chóng xông lên ôm lấy hoa hồng đỏ ngã trên đất tuyết, hai mắt đỏ ngầu. chương 969, Thái âm môn. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi tuyết cách đó 1.000 mét. Hai bóng người mặc đồ trắng lẫn vào trong tuyết. Một người trong đó là một ông lão, mái tóc bạc phơ, nước da hồng hào đứng trên đỉnh núi tuyết, chắp hai tay ra sau lưng, phóng tầm mắt sắc bén nhìn ra xa. Phía sau ông ta là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị, mày kiếm mắt ánh sao mang đến cảm giác bức bách khó tả. Hai người này đứng trên đỉnh núi tuyết, khí lạnh bao quanh khắp người khiến cả khu vực đầy tuyết trắng xung quanh càng thêm vài phần sát khí. Tiêu chính văn cao mày ôm hoa hồng đỏ vào lòng, giữa hai tay là mười mấy cây kim châm đang bay lượn giữa không trung. Sau đó từng kim châm bay lên xoay tròn như rắn bạc đâm vào mười mấy huyệt vị trên người hoa hồng đỏ để ngăn máu chảy ra. Sắc mặt hoa hồng đỏ trắng bệch, mắt mơ màng nhìn tiêu chính văn trước mặt nói chủ soái thuộc hạ vô dụng đừng nói nữa nghỉ ngơi cho tốt chuyện còn lại cứ giao cho tôi tiêu chính văn lạnh nhạt nói sau đó anh ôm hoa hồng đỏ đưa cho long nhị sắc mặt u ám nói đưa cô ấy về đi chủ soái thế anh thì sao long nhị hết sức căng thẳng tôi ở lại nếu không thì không ai có thể ra khỏi đây tiêu chính văn lạnh lùng nói đồng thời xoay người lại mắt hiện lên vẻ tức giận tột đỉnh nhìn chằm chằm vào hai người đứng trên đỉnh núi tuyết cách đó 1.000 mét. Dù cách khá xa nhưng Tiêu Chính Văn cũng có thể cảm nhận được từ khí thế ngút trời, ông lão trong hai người đó đã đạt đến cảnh giới thiên vương. Người đàn ông đứng sau ông ta đã là bán bộ thiên vương. Chủ soái Long nhị cao giọng gọi, ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ cũng nhìn về phía hai người cách đó 1.000 mét. Nhưng Tiêu Chính Văn trịnh trọng nói, đây là mệnh lệnh lòng nhị hoảng sợ nhìn bóng lưng tiêu chính văn cắn răng đáp vâng suốt lời anh ta dẫn một nhóm binh sĩ ôm hoa hồng đỏ cấp tốc rời đi cùng lúc đó trên núi tuyết trắng xóa đám liên quân đã rút lui liên tục liếc mắt nhìn thấy một cảnh tượng mà cả cuộc đời họ chưa bao giờ được thấy cảnh tượng này đã xác định sẽ đi theo họ suốt cả cuộc đời hai người trên đỉnh núi tuyết đó bỗng dịch chuyển Hai người như chim ưng lao xuống từ trên đỉnh núi tuyết đánh về phía Tiêu Chính Văn. Phía sau là sóng tuyết đáng sợ cuộn hai bóng người đó lại. Tất nhiên Tiêu Chính Văn cũng không chịu yếu thế cùng lúc lao đến, chân đạp lên tuyết, con dao quân đội năm cạnh giữa hai tay biến thành luồng điện màu bạc bắn về phía hai người kia. Keng, giữa không trung bỗng lóe lên tia lửa chói mắt. Ông lão rút một thanh kiếm dài từ sau lưng ra chém sang ngang tiếp lấy một đòn của con dao quân đội năm cạnh. Thanh kiếm và con dao chạm vào nhau bắn ra tia lửa. Ầm, um, cùng lúc đó người đàn ông bán Bộ Thiên Vương đánh một đòn về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không né đòn mà đánh trả lại hắn. Ngay sau đó, nắm đấm của hai người chạm vào nhau, bắn ra một vòng sóng khí như được hình thành từ lực phóng của tên lửa đạn đạo, mà tâm nắm đấm là trung tâm xung kích ra tứ phía. Cả núi tuyết đều bị làn sóng khí này hất tung một lớp tuyết lên cả những mảnh tuyết đóng băng đã lâu cũng bị lún xuống một chút những tảng đá xung quanh và tuyết trên sườn núi cũng vỡ vụn bắn ra bốn phía chỉ trong phút chốc cơn bão tuyết lan tràn ra khắp xung quanh liên quân rút lui đứng cách đó một nghìn mét cũng liên tục lớn giọng hô rút lui rút nằm xuống tất cả nằm xuống nhưng không lâu sau những tiếng hô này đều bị bão tuyết cao mấy chục mét vùi lấp trên mặt tuyết một vùng tuyết trắng xóa dâng lên vùi lấp toàn bộ đám liên quân này. Bên này, Tiêu Chính Văn và hai người kia vẫn tiếp tục đánh nhau. Ông lão tay cầm thanh kiếm dài đó ôm ngực, người đàn ông sắc mặt trắng bệch trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn đứng cách đó mấy chục mét. Lui ra sau đi, để sư phụ đánh với cậu ta. Ông lão lạnh lùng nói, ánh mắt tràn ngập sát khí ngút trời. Sư phụ, người đàn ông đó cau mày nói nhưng ông lão lại nói lui ra con không phải là đối thủ của cậu ta đừng làm chậm trễ chuyện của sư phụ nghe thấy người đàn ông đó nhíu mày gật đầu đáp vâng suốt lời người đàn ông lui ra sau mười mấy mét ánh mắt nham hiểm nhìn tiêu chính văn lúc này hắn đang rất tức giận vô cùng không cam lòng không thể ra tay đánh vua bắc lương là một điều tiếc nuối ông lão đảo mắt nhìn chằm chằm vào tiêu chính văn trước mặt nói vua Bắc Lương, buông tay chịu trói đi. Hôm nay tôi chắc chắn sẽ giết chết cậu trên núi tuyết này. Tiêu chính văn nhướng mày cười nhạo nói, vậy à, tôi muốn xem thử ông có tư cách gì giữ chân tôi lại. Ông lão lạnh lùng nói, vua Bắc Lương, tôi phải thừa nhận là cậu rất mạnh. Ở độ cái tuổi này mà đã là thiên vương, sau này tiền đồ vô lượng. Nhưng cậu sinh ra nhầm chỗ rồi, thiên tài yêu quái như cậu không nên sinh ra ở Hoa Quốc. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội lựa chọn, từ bỏ Hoa Quốc để vào làm người của Thái Âm môn chúng tôi, tôi chắc chắn sẽ tận lực giới thiệu cậu làm thiếu môn chủ của Thái Âm môn." Ông ta vừa dứt lời, người đàn ông phía sau ông lão bỗng cau mày, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và tàn độc. Hắn siết chặt nắm đấm, tức giận nhìn Tiêu Chính Văn. Hắn thầm gào thét và nghiến răng nghiến lợi. "Tại sao? Tại sao sư phụ muốn giới thiệu hắn làm thiếu môn chủ của Thái Âm môn?" chẳng phải sư phụ nói muốn đề cử mình cho vị trí thiếu môn chủ sao? Đáng ghét, vua Bắc Lương chết tiệt. Hôm nay mày phải chết. Sắc mặt Tiêu Chính Văn trở nên u ám, nhíu mày ngờ vực nói, "Thái âm môn? Võ tông Hoa Quốc không có Thái âm môn, các ông từ đâu đến?" Ông lão bật cười thành tiếng nói, "Vua Bắc Lương, cậu biết quá ít về Võ tông Hoa Quốc rồi." Thái âm môn từng là một trong 10 môn phái Võ tông lớn của Hoa Quốc nhưng vì thái âm môn làm việc quá mức kỳ dị nên võ thần tông bắt tay với tám môn phái khác ra tay với thái âm môn, đuổi chúng tôi ra khỏi Hoa Quốc. Đến giờ người của thái âm môn tôi chỉ có thể cực khổ sinh tồn ở mảnh đất tuyết trắng quanh năm này. Bây giờ các nước bao vây tấn công, Hoa Quốc gặp nguy hiểm chính là cơ hội tốt nhất để thái âm môn tôi quay lại làm chủ trung nguyên, quay lại Hoa Quốc chấn chỉnh lại võ tông Hoa Quốc. Vua Bắc Lương, cậu là một thiên tài quái vật, tại sao không gia nhập vào thái âm môn, như thế hoa quốc đều sẽ là tài sản nằm trong tay chúng ta. Chỉ cần thái âm môn tôi trở thành chính tông của võ quốc hoa quốc thì vua Bắc Lương cậu sẽ được tùy ý chọn lựa giữa vị trí của thiên tử và vị trí đại nguyên soái năm chiến khu lớn của hoa quốc. Sứt lời, mắt ông lão sáng quắc nhìn tiêu chính văn, đáy mắt lóe sáng. Tiêu chính văn bật cười. Tiếng cười khiến ông lão xa sầm mặt mày. Thái âm môn vứt bỏ tỏ tiên, phản bội Hoa Quốc giết chết. Hôm nay tôi sẽ giết ông trước, sau đó đi thăm một vòng thái âm môn. Tiêu Chính Văn nói, cả người toát ra sự phân nộ, bay lên trời khuấy đảo mảnh đất cực kỳ lạnh giá trắng xóa này. Nghe thế ông lão cao chặt mày, thanh kiếm dài trong tay kêu lên len keng bắn ra sát khí ngùn ngụt nói, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Hôm nay tôi sẽ dùng cậu làm vật tế. Dù có là ai cũng không thể cản trở con đường vĩ đại quay về võ tông Hoa Quốc của Thái Âm môn tôi. Chương 970, chém nứt một cánh tay của Thiên Vương. Đột nhiên, ông lão lao về phía Tiêu Chính Văn, thanh kiếm dài trong tay chĩa thẳng vào tim Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không lùi mà tiến, cũng bổ nhào đến, con dao quân đội năm cạnh trong tay bật ra, gột rửa sát khí cuồn cuộn trên không trung. Ken ken ken. Chỉ trong chốc lát, hai người đã giao đấu với nhau hơn chục hiệp sức mạnh ngang bằng nhau trên tuyết trắng hai bóng người trong ngừng bay lên tuyết trắng xung quanh cũng cuộn trào lên cùng trận đấu hình thành một trận bão tuyết bùm nắm đấm của tiêu chính văn và ông lão chạm vào nhau cú đấm này tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa đồng thời cũng tạo ra một luồng khí cực kỳ đáng sợ ngay lập tức trên đỉnh những ngọn núi phủ đầy tuyết bốn phía lúc này lớp tuyết không tan quanh năm đã nứt ra rồi lăn xuống giống như một cơn lũ trắng cuồn cuộn lao nhanh về phía khe núi đội liên quân đã rút lui hàng nghìn mét vừa đứng lên khỏi tuyết liền nhìn thấy dòng lũ trắng xóa cuồn cuộn từ những ngọn núi xung quanh tràn xuống a à, tuyết lở tuyết lở rồi chạy mau chạy đi những binh lính liên quân lúc này vô cùng hoảng sợ bọn họ liều mạng chạy vứt bỏ hết mũ giáp nhưng trận tuyết lở phía sau khiến trời đất rung chuyển dữ dội. Trời đất trở nên mù mờ. A! À, tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp mọi nơi. Những chiếc xe tăng, xe quân đội, cả đội quân vận tải cũng bị dòng lũ trắng xóa mạnh mẽ hung dữ hất bay rồi nuốt chừng. Rầm rầm rầm. Lũ tuyết khiến vô số xe tăng nổ tung, va vào vách đá, nát tan tành. Sau đó cơn sóng tuyết dữ dội cứ thế nhấn chìm liên quân đang chạy toán loạn khắp nơi. Chỉ vòn vẹn trong chốc lát, màu trắng mù mịt bao trùm cả trời đất. Trời đất cuối cùng cũng lắng dịu trở lại. Trong nháy mắt, toàn bộ 100.000 liên quân đã bị quét sạch, tất cả đều bị vùi lấp trong cơn lũ tuyết trắng xóa. Cho dù có người may mắn sống sót thì cũng bị thương nặng, không thể qua khỏi thời tiết lạnh giá mùa tiếp theo. Bùm bùm, hai bóng người đột nhiên từ trong tuyết trắng ngủ mịt bay lên không trung đó là tiêu chính văn và ông lão ở thái âm môn cách đó không xa đồ đệ của ông lão cũng bỏ ra khỏi mặt tuyết một cách khó khăn nhưng lúc này hắn cũng đã bị thương nặng trận tuyết lở lúc nãy đã khiến hắn bị gãy ba chiếc xương sườn ánh mắt hắn uy nghiêm nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng kiêu hãnh độc lập trên tuyết giết một tiếng gầm thét vang lên tiêu chính văn đột nhiên lao thẳng về phía ông lão kia trong lúc đưa tay lên mấy chục cây kim châm phóng ra tạo thành hình một con rồng màu trắng bạc bay lên xoay tròn lao về phía ông lão ông lão thấy vậy liền nhíu mày vung thanh kiếm dài trong tay lên không trung tiếng keng 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 vang lên liên hồi thanh kiếm dài chém đứt kim châm bắn ra tia lửa dày đặc cùng lúc đó một tia chấp bạc bỗng nhiên một một hướng khác phóng về phía ông lão ông lão nhíu mày liếc mắt đã nhìn thấy con dao quân đội năm cạnh phóng tới giữa không trung mang theo sự lạnh lẽo và sát khí ngút trời giống như đầu rồng lao đến đâm ông ta tự tìm cái chết ông lão tức giận ông ta là một trong ba trưởng giáo lớn của thái âm môn mười năm trước đã thăng cấp thành cường giả thiên vương sự tồn tại của ông ta đã có thể nói là vô địch thế giới nhưng hôm nay ông ta lại bị một tên thanh niên trẻ tuổi ép bước đến mức này đủ để thấy tiêu chính văn không phải kẻ tầm thường ông lão tức giận gầm lên thanh kiếm dài trong tay chuyển động tạo ra tia sáng trói mắt sau đó thanh kiếm chém lên con dao quân đội năm cạnh tiếng len keng vang lên con dao quân đội năm cạnh bay ngược về trở lại trong tay tiêu chính văn còn ông lão kia cũng loạng choạng lùi lại mấy bước ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào tiêu chính văn khoảnh khắc lúc nãy thật quá mạo hiểm nếu không phải ông ta có đầy đủ kinh nghiệm mà đổi lại là một cường giả thiên vương bình thường thì chắc chắn sẽ không thể tránh được đòn này của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đứng ở phía xa, trong tay cầm con dao quân đội năm cạnh sắc lạnh, hai mắt uy nghiêm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông lão. Sau đó, anh lại lao lên, cả người tràn ngập khí thế. Ông lão thấy vậy liền nhíu mày, gầm lên, thằng nhãi ngông cuồng. Cậu đang tự tìm đường chết. Vừa dứt lời, ông lão cũng lao về phía tiêu chính văn chưa từng có ai coi thường ông ta như vậy năm lần bảy lượt dám công kích ông ta nhưng ở giây tiếp theo phụt cánh tay cầm thanh kiếm dài bị chém đứt, bay lên không trung sau đó rơi xuống nền tuyết trắng máu tươi tung vé trên mặt tuyết a a a ông lão nắm chặt cánh tay bị đứt lìa đẫm máu của mình kêu lên thảm thiết đồng thời cũng lùi về phía sau mấy chục mét nhìn cánh tay đứt lìa trên mặt tuyết với vẻ không tin nổi, rồi lại nhìn tiêu chính văn đang lau vết máu trên mặt. Con dao quân đội nằm cạnh chảy xuống vài giọt máu. Không, không thể nào. Ông lão kinh hãi. Khoảnh khắc trước đó, ông ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì tiêu chính văn đã chặt đứt cánh tay của ông ta. Thật đáng sợ. Thật không thể ngờ được. Ông lão sững sờ, sợ hãi nhìn chằm chằm tiêu chính văn, Hét lớn, sốt của cậu đã đạt đến cảnh giới nào? Sao có thể làm vậy được chứ? Chỉ cần một chiêu đã có thể chặt đứt cánh tay của ông ta thì chắc chắn không chỉ dừng lại ở cảnh giới Thiên Vương một sao. Tiêu Chính Văn này thật quá đáng sợ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, cảnh giới nào không quan trọng, quan trọng là hôm nay bản soái nhất định phải giết ông. Nghe vậy, người ông lão run rẩy, cảm nhận thấy nguy hiểm đang cận kề tiêu chính văn ở phía đối diện giống như con sư tử hung dữ toàn thân đều là sát khí khiến người ta run rẩy loại sát khí này mạnh hơn rất nhiều so với cường giả cảnh giới thiên vương bình thường chàng trai này quả thực là không đơn giản ông lão lập tức quay người bỏ chạy không thể đánh được nữa tiêu chính văn thấy vậy cười chế nhạo rồi đuổi theo nhìn tiêu chính văn đuổi theo ông lão điên cuồng bỏ chạy Thấy Đồ Đệ đang đứng sững sờ ở nơi không xa, liền chạy về phía Đồ Đệ. "Sư phụ!" Người đàn ông hét lớn. Nhưng trong giây tiếp theo, ông lão đã dùng tay trái nắm lấy cổ áo của người đàn ông, ném về phía Tiêu Chính Văn đang đuổi theo, tức giận nói: "Đồ Đệ ngoan, giúp sư phụ ngăn cậu ta lại. Sư phụ đi trước đây, chỉ cần con có thể sống sót thì vị trí thiếu môn chủ sẽ là của con." Ngay lúc đó, người đàn ông bị ném ra ngoài, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc hắn trơ mắt nhìn sư phụ của mình bỏ chạy không hề quay đầu lại lúc đó trong lòng hắn vô cùng thất vọng tiếp theo là phẫn nộ không cam lòng còn có cảm giác như bị phản bội hắn ngã xuống đất nhìn tiêu chính văn đang tiến tới mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải đứng dậy chắn ngay trước mặt tiêu chính văn trầm giọng nói đối thủ của mày là tao tiêu chính văn nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt không nói lời nào liền tung một cú đấm. Hai mắt người đàn ông đó trợn tròn, hắn vô cùng kinh hãi khi nhìn cú đấm của Tiêu Chính Văn. Nhanh quá, cú đấm mạnh thật, hắn không thể chịu được cú đấm này, nhưng hắn phải nhận lấy nó. Bùm, người đàn ông giơ nắm đấm lên, đón lấy cú đấm của Tiêu Chính Văn, nhưng trong giây tiếp theo, Hắn lại bị một luồng sức mạnh cực lớn đánh bay mấy chục mét, đập mạnh vào bức tường đá. Giác, toàn bộ bức tường đá nứt ra ngay lập tức, sau đó sụp đổ. Người đàn ông ngã xuống đất, phun ra mấy ngụm máu. Hắn cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, nhìn cánh tay phải đã bị gãy xương tan nát, lúc này, sự không cam lòng và tức giận trong lòng đã biến thành sự mơ màng vô tận. Tại sao chứ? Đây là thực lực của thiên vương sao? Hắn chỉ kém thiên vương nửa bước. Nhưng nửa bước này, hắn đã tốn 5 năm rồi mà vẫn chưa lĩnh ngộ được. Tiếng bước chân lộc cộc vang lên, người đàn ông nhướng mày, nhìn Tiêu Chính Văn xuất hiện trước mặt mình. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Chính Văn sẽ sỉ nhục hắn, nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn không nói lời nào, xoay người đuổi theo sư phụ hắn. Ngay lúc đó, trong lòng hắn cảm nhận được sâu sắc sự sỉ nhục. Cảm giác bị coi thường và phớt lờ này khiến hắn rất tức giận. Chương 971, khiếp sợ. Mà bên này, Tiêu Chính Văn đuổi theo dồn ông lão vào trong khe núi ở đây không có đường thoát ông lão khựng lại quay người sắc mặt u ám đáng sợ nhìn chằm chằm tiêu chính văn đang bước từng bước một đi tới lạnh lùng nói vua bắc lương tôi khuyên cậu đừng tự tìm đến cái chết tôi là một trong ba trưởng giáo của thái âm môn nếu cậu dám giết tôi thái âm môn sẽ không bỏ qua cho cậu tông chủ của chúng tôi nhất định sẽ đích thân xuất quan giết cậu còn có 300.000 quân phá Long Bắc Lương cũng sẽ bị chôn theo. Vậy ư, ánh mắt tiêu chính văn toát ra sát khí lạnh lùng, nhếch mép cười nhạt nói, thái âm môn ở trong dãy núi tuyết sơn này à. Ông ta nghe vậy, cao mày nói, đúng thế, cho nên tôi khuyên cậu đừng có mà không tự lượng sức mình. Chỉ cần tôi còn sống quay về thì cậu sẽ không sao hết. Ha <laughs> ha, <laughs> tiêu chính văn cười khẩy nói, mọi chân lý đều nằm trong tầm bắn của súng đại bác nếu bản soái ra lệnh, dốc toàn lực quân đội để san bằng dãy núi tuyết sơn này thì sao nhỉ? Chết tiệt! Nghe xong, ông ta xa sầm mặt, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ. Vua Bắc Lương muốn san bằng chỗ này. Đùa, à! Cậu, cậu dám, thằng nhãi ngông cuồng, cậu mà làm vậy, nhất định sẽ bị thái âm môn của tôi điên cuồng báo thù. Ông ta tức giận và hết sức sốt ruột. Thế tục có quy luật của thế tục, Tông môn có quy tắc của tông môn. Tông môn không được tùy ý nhúng tay vào việc của thế tục, thế tục cũng không được bàn tán thẳng tên của tông môn. Nhưng loại người không tuân theo quy tắc nào như Tiêu Chính Văn thực sự khiến trưởng giáo của Thái Âm môn đau đầu và tức tối. Nếu Tiêu Chính Văn thật sự dùng vũ khí nóng để san bằng nơi đây, vậy thì Thái Âm môn sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Cho dù trưởng lão của tông môn có thể sống sót thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Sau đó, tiêu chính văn cười nhạt, vùng vẩy con dao quân đội nằm cạnh trong tay, ánh sáng chói mắt, nói, hôm nay, bản soái sẽ loại bỏ một cường giả thiên vương, để mừng đại lễ hoa quốc. Cậu, ông ta nghe xong liền cau mày. Giây tiếp theo, khí thế trên người tiêu chính văn bùng phát ra ngoài. Ông lão lập tức hoảng sợ. Khí thế quá mạnh mẽ. Rõ, rõ ràng đã vượt qua cảnh giới của thiên vương một sao. Cậu ta là Thiên Vương Huyền cấp 2 sao ư? Không thể nào. Ông lão còn chưa phản ứng kịp, con dao quân đội năm cạnh đã lóe lên sát khí khủng khiếp bay về phía ông ta. Vù vù. Ông ta căn bản không tránh kịp, đã bị con dao quân đội năm cạnh xuyên thấu trái tim. Máu tươi văng tung tóe, nền tuyết trắng bị nhuộm đỏ trong nháy mắt. Ông ta phun ra máu tươi, rồi quỳ gối xuống đất, ngã dưới nền tuyết trắng xóa dòng máu nóng nhuốm đỏ nền tuyết dưới người ông ta cũng làm tuyết tan chảy khoảnh khắc ấy trưởng giáo của thái âm môn mới cảm thấy hối hận ông ta không dám tin ông ta là một cường giả thiên vương mà lại cứ như vậy chết trên tay của chàng thanh niên trẻ tuổi không chân thực tiêu chính văn đứng trước mặt ông ta nhìn ông ta hấp hối dần mất đi sinh mạng trong ánh mắt tràn ngập sát khí thái âm môn dám to gan gieo rác tai họa cho hoa quốc nhất định phải bị diệt môn một lúc sau anh gọi điện thoại lạnh lùng nói lập tức cử một chiếc máy bay trực thăng vũ trang không lâu sau trên không trung vọng tới âm thanh vù vù rền vang một chiếc máy bay trực thăng vũ trang của bắc lương từ nơi xa bay tới trên đỉnh đầu tiêu chính văn một đội đặc nhiệm thả dây thừng nhanh nhẹn nhảy xuống nền đất tuyết sau đó bọn họ trói xác của ông lão vào bên dưới của chiếc trực thăng âm um, chiếc máy bay trực thăng vũ trang cất cánh lượn quanh dãy núi tuyết sơn việc làm này của tiêu chính văn là để thái âm môn ẩn nấp trong dãy núi tuyết sơn phải khiếp sợ lúc này trong dãy núi tuyết sơn trên đỉnh của ngọn núi nào đó có một tông môn màu trắng đứng sừng sững đó chính là thái âm môn nơi đây vốn là nơi ở ban đầu của thái âm môn thái âm môn lúc đầu bắt nguồn từ dãy núi tuyết sơn về sau bọn chúng dần dần phát triển xuống Trung Nguyên. Nhưng 50 năm trước, vì Võ Thần Tông và chín tông môn khác liên thủ, bọn chúng bị đuổi khỏi Trung Nguyên, quay trở lại nơi ở ban đầu. Lúc này, trong đại điện sâu hun hút của Thái Âm môn. Bịch, tông chủ của Thái Âm môn đang ngồi trên ghế thủ lĩnh, giận dữ đập lên tay ghế, nói: "Vua Bắc Lương đáng chết. Dám giết trưởng giáo của Thái Âm môn, còn treo xác ông ta lên sỉ nhục chúng ta." thù này không báo thì tông chủ tôi có lỗi với liệt tổ liệt tông của Thái Âm Môn. Đám người trong đại điện cũng đều xa sầm mặt mày. Tông chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hiện giờ, xác của trưởng giáo Hàn Phong còn đang bị treo trên không, lượn qua lượn lại khắp dãy núi này. Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất của chúng ta trong 50 năm trở lại đây. Tên vua Bắc Lương này thật sự nghĩ Thái Âm Môn chúng ta dễ bị bắt nạt như vậy sao? Dám dùng thủ đoạn này khiến chúng ta phải sợ hãi." Đám người rất tức giận. Tông chủ của Thái Âm môn cũng mang vẻ mặt u ám, nói trưởng giáo Lâm Hàn, "Chuyện này giao cho ông phụ trách, đi nói chuyện với vua Bắc Lương để đưa xác của trưởng giáo Hàn Phong về. Nhớ, tuyệt đối không được nảy sinh xung đột với vua Bắc Lương nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của chúng ta sau này. Hai ngày sau chính là đại lễ Hoa Quốc, theo những gì tôi biết đã có 10 cường giả thiên vương, hơn 20 cường giả bán bộ thiên vương và hàng chục cường giả chủ soái đang tề tựu ở biên giới của Hoa Quốc. Chúng sẽ đánh úp bất ngờ trong ngày đại lễ Hoa Quốc. Trước đó, chúng ta nhất định phải nhẫn nhịn, chuyện nhỏ không nhịn được tất hỏng chuyện lớn. Chỉ cần chịu đựng thêm hai ngày, chính tông của võ tông Hoa Quốc sẽ là của Thái âm môn chúng ta. Câu nói của tông chủ Thái âm môn vừa dứt, đám người trong đại điện đều gật đầu với vẻ mặt sắc lạnh. Tên trưởng giáo Lâm Hàn cũng đứng dậy, chắp tay nói, tôi đi ngay. Xuất lời, ông ta dẫn theo đệ tử Thái Âm môn rời khỏi tông môn, trong trời tuyết mờ mịt, bước từng bước tới doanh trại của quân Bắc Lương xung quanh dãy núi tuyết sơn. Nửa ngày sau, Lâm Hàn và bốn đệ tử của ông ta xuất hiện trước cửa doanh trại. Bỗng mấy chục chiến sĩ cầm súng chĩa vào bọn chúng. Sắc mặt Lâm Hàn lạnh tanh, chắp tay sau lưng nói, tôi là Lâm Hàn, trưởng giáo của Thái Âm môn muốn gặp vua Bắc Lương của các cậu. Đội trưởng của tiểu đội mặc quân phục, sắc mặt đông cứng lại, nhìn mấy người trước mặt, sau đó gọi bằng điện thoại vệ tinh tới tổng bộ chiến khu Bắc Lương nói, doanh trại quân khu số 19 Tuyết Sơn báo cáo. Phát hiện năm kẻ khả nghi, tự xưng là trưởng giáo của Thái Âm môn, yêu cầu gặp mặt chủ soái. Đầu bên kia điện thoại là tổng bộ chiến khu Bắc Lương, người nhận điện thoại báo cáo lại cho Tiêu Chính Văn đang nhìn bản đồ núi Tuyết Sơn cung kính nói chủ soái doanh trại quân khu số 19 Tuyết Sơn báo cáo. Phát hiện năm kẻ khả nghi tự xưng là trưởng giáo của Thái Âm Môn. Muốn gặp anh, tiêu chính văn cao mày, quay người nói, đưa bọn chúng tới đây. Vâng, không lâu sau, đám người Lâm Hàn bị trực thăng đưa đi, tới thẳng tổng bộ chiến khu Bắc Lương. Bấy giờ, cả tổng bộ chiến khu đều phòng bị nghiêm ngặt. Lâm Hàn thấy tiêu chính văn liền lạnh lùng nói, tôi là Lâm Hàn, trưởng giáo của Thái Âm Môn. Vua Bắc Lương, mau trả lại xác của trưởng giáo Hàn Phong cho chúng tôi. Nếu không Thái Âm Môn sẽ dốc toàn lực tiêu diệt Bắc Lương. Tiêu chính văn quay người, ánh mắt sắc bén quét qua đám người Lâm Hàn, nói thẳng ông đang nói chuyện với bản soái đấy hả? À? Người đâu, bắt tất cả bọn chúng lại. Ngay lập tức, mười mấy người lính xông lên, chĩa súng vào đám người Lâm Hàn. Trường 972, Thái âm môn chấn động thấy thế lâm hàn tức giận quát các cậu muốn làm gì nhưng mười mấy binh sĩ đã bắt giữ họ lại vua bắc lương cậu làm gì thế tôi là một trong các trưởng giáo của thái âm môn cậu dám vô lễ với tôi như thế cậu có biết mình đang làm gì không lâm hàn hét lên vừa định dãy ra nhưng tiêu chính văn bước đến túm lấy cổ lâm hàn khoảnh khắc đó cả chiến khu bắc lương đều tràn ngập luồng hơi thở đáng sợ của tiêu chính văn luồng sức mạnh thiên vương bao trùm cả mấy chục mét mặc dù lâm hàn cũng là cường giả thiên vương nhưng lúc này lại bị hơi thở của tiêu chính văn đè ép ông ta hoảng hốt thế này là sao tại sao mình lại bị một tên nhóc áp chế thế này thậm chí mình không thể giải phóng được luồng sức mạnh của mình nhất là ánh mắt lúc này của tiêu chính văn lạnh như băng đáng sợ còn ẩn chứa sát khí đây là sức mạnh của quân đội sao Trưởng giáo Lâm, đây là chiến khu Bắc Lương, người đứng trước mặt ông là vua Bắc Lương đương nhiệm của Hoa Quốc. Nếu muốn nói chuyện với tôi thì phải có thái độ khiêm nhường, ông đã rõ chưa? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ánh mắt hiện lên sát khí ngùn ngụt. Sau đó anh buông tay ra, Lâm Hàn thở hổn hển nói, "Vua Bắc Lương, cậu muốn chết hả?" Ầm. Um, vừa dứt lời, Lâm Hàn bỗng giải phóng luồng sức mạnh cường giả Thiên Vương chống lại Tiêu Chính Văn nhưng tiêu chính văn lạnh lùng hư một tiếng sau đó rút khẩu súng từ thắt lưng ra dí vào giữa trán lâm hàn nói trưởng giáo lâm tôi và ông đều là thiên vương ông nghĩ ông có thể né được viên đạn trong khẩu súng của tôi ở khoảng cách gần thế này không hay là ông đánh cược xem súng của tôi có đạn hay không chỉ một câu thôi đã khiến lâm hàn đứng sững tại chỗ cau chặt mày mắt nhìn chằm chằm tiêu chính văn chết tiệt đáng chết vua bắc lương này không hề đi theo cái kế hoạch gì hết thế hít sâu vào lâm hàn hơi cong người nói là tôi mạo phạm rồi mong vua bắc lương đừng tức giận nghe thế tiêu chính văn mới cất súng đi lạnh lùng nhìn lâm hàn nói trưởng giáo lâm có gì chỉ bảo lâm hàn nhíu mày nói thái âm môn muốn vua bắc lương trả thi thể của trưởng giáo hàn phong lại được thôi tiêu chính văn trả lời rất dứt khoát đồng thời nói nhưng có một điều kiện nghe anh nói lâm hàn cau mày trước khi đến ông ta đã biết chắc chắn sẽ có điều kiện điều kiện gì sắc mặt lâm hàn trở nên u ám hỏi mắt tiêu chính văn sáng rực nhìn lâm hàn nói nói cho tôi biết thái âm môn ở đâu nghe thế lâm hàn biến sắc ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng từ chối thẳng thừng tuyệt đối không thể được vị trí của thái âm môn là bí mật mà người của tông môn chúng tôi đến chết cũng không thể nói ra vua bắc lương muốn biết vị trí của thái âm môn từ tôi là điều không thể tiêu chính văn gật đầu rồi xoay người vẫy tay nói tiễn khách cậu lâm hàn tức muốn xì khói nhưng các ông ta đã bị binh sĩ đuổi ra khỏi chiến khu đứng trước cổng chiến khu bắc lương sắc mặt lâm hàn tái mét vẻ mặt vô cùng khó coi nhìn chiến khu bắc lương phòng thủ kiên cố trước mặt lâm hàn cũng biết chỉ dựa vào bản thân thì không thể xông vào trong được sư phụ ơi chúng ta phải làm sao đây rõ ràng vua bắc lương này có mưu đồ phải đó sư phụ chúng ta cứ thế mà trở về báo cáo lại sao tông chủ sẽ không trách tội chúng ta chứ nếu không mang thi thể của trưởng giáo hàn về thì là nỗi sỉ nhục của thái âm môn chúng ta lúc này mấy đệ tử bên cạnh cũng trở nên sốt ruột đủ rồi lâm hàn tức giận quát sắc mặt u ám nói về tông môn báo lại chuyện này với tông chủ suốt lời mấy người đó xoay người rời đi trong phòng chỉ huy chiến khu bắc lương long nhị đứng bên cạnh tiêu chính văn kính cẩn nói chủ soái họ đã đi rồi tiêu chính văn gật đầu nói chọn ra mấy người xuất sắc đi theo bọn họ tìm vị trí chính xác của thái âm môn vâng long nhị đáp rồi nhanh chóng đi thu xếp về phần lâm hàn không lâu sau họ đã về đến thái âm môn sau đó đến đại diện gặp mấy người tông môn tông chủ Tên vua Bắc Lương quá ngông cuồng, cực kỳ vô lễ. Bọn tôi đàm phán với cậu ta thế mà cậu ta lại dám ra tay đánh bọn tôi, thậm chí còn đưa ra yêu cầu quá đáng là muốn biết vị trí Thái Âm môn chúng ta ở đâu. Tôi không đồng ý lập tức quay về hỏi ý kiến tông chủ. Lâm Hàn đứng trong đại điện tức giận báo cáo lại tình hình vừa nãy. Nghe ông ta nói thế, sắc mặt tông chủ Thái Âm môn trên đại điện trở nên u ám, tay đập mạnh vào tay vịn ghế nói: vua Bắc Lương chết tiệt lại tự cao thế à, dám xem thường thái âm môn chúng ta. Hai ngày sau, tôi phải đích thân giết chết cậu ta để báo thù cho trưởng giáo Hàn Phong. Sứt lời, ánh mắt tông chủ đó bỗng trở nên sắc lẹm nhìn ra ngoài đại điện như thể xuyên thấu qua không gian nhìn nơi nào đó, sau đó lạnh lùng nói to gan. Ai dám rình dập bên ngoài thái âm môn? Mọi người trong đại điện đều rất kinh ngạc và hoảng hốt đến khi họ phản ứng lại thì bên ngoài đại điện đã vang lên tiếng bước chân nặng nề cộp 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 mỗi tiếng bước chân đều rất bình thản và nặng nề ẩn chứa sự lạnh lùng và sát khí bức người dường như cả không gian chỉ còn lại tiếng bước chân gõ lên trái tim mọi người như sấm rền trong đại điện vài trưởng lão có thực lực không cao ôm ngực nôn ra máu sau đó ngã xuống đất ngay sau đó một người có vóc dáng cao lớn đứng quay lưng lại với ánh sáng như thể cả người chìm vào trong ánh sáng chói trang thuần khiết kèm theo đó là cái bóng khiến người khác hoảng sợ và cảm thấy bức bách bước vào đại điện cùng lúc đó một câu vang lên khiến cả đại điện thái âm môn như chấn động tôi là vua bắc lương ầm um, vua bắc lương vua bắc lương đó à cậu ta lại dám đến thái âm môn vừa dứt lời tiêu chính văn đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt mọi người cả người toát ra sát khí đáng sợ, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt hiện vẻ vẻ lạnh lùng ngút trời hệt như rồng thật ở nhân gian khiến mọi người run rẩy. Sát khí mạnh quá, luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc vua Bắc Lương đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Trong đại điện, Lâm Hàn thấy tiêu chính văn bỗng xuất hiện lần nữa thì xa sầm mặt mày, lập tức tức giận nói, thằng nhóc Bắc Lương này, cậu theo dõi tôi à? Tiêu chính văn cười khẩy, chắp tay ra sau khinh thường nhìn Lâm Hàn đang tức giận, sau đó nhìn sang tông chủ Thái Âm Môn đang ngồi trên ghế được làm bằng đá trên đại điện, nói tông chủ Thái Âm Môn, tôi đến đây chỉ muốn thành thật khuyên các ông một điều thôi. Sắc mặt tông chủ Thái Âm Môn cũng rất khó coi, lạnh lùng nhìn tiêu chính văn đang đứng trong địa điện nói, ồ, vua Bắc Lương đích thân đến Thái Âm Môn của tôi là muốn khuyên bảo tôi cái gì vây. Bắt đầu từ hôm nay, Thái Âm Môn rút khỏi dãy núi tuyết sơn nãy, ra khỏi Hoa Quốc, đồng thời Tông Môn phải thể tuyệt đối không bước vào Hoa Quốc nửa bước. Nếu không, đội quân tinh nhuệ 300.000 người của tôi và máy bay, đạn pháo sẽ san bằng nơi này. Tiêu chính văn lạnh lùng nói, ánh mắt hiện lên ý chí chiến đấu như có thể đánh chúng đến long trời lở đất. chương 973, Tông Chủ của Thái Âm Môn Rầm, Đột nhiên, Tông Chủ của Thái Âm Môn giận dữ đứng lên, đập vỡ tan tay cầm của ghế đá, tối nói thẳng nhãi ngông cuồng đây là thái âm môn cậu cho rằng đây là đâu hả là chiến khu bắc lương của cậu chắc còn dám đe dọa tông chủ tôi cậu chẳng qua chỉ là thiên vương một sao tông chủ tôi chỉ nhấc tay một cái là có thể giết chết cậu sứt lời khí thế của thiên vương huyền cấp 2 sao trên người tông chủ thái âm môn đột nhiên bộc phát ra ngoài bao trùm cả đại điện ông ta là một thiên vương huyền cấp 2 sao chân chính khoảnh khắc sức mạnh của ông ta bộc phát ra ngoài, Tiêu Chính Văn cảm nhận được sức ép vô cùng lớn. Mặc dù anh đã giết chết Hàn Phong trước đó, nhưng nó không có nghĩa Tiêu Chính Văn có thực lực của Thiên Vương huyền cấp 2 sao. Nếu khiêu chiến với Thiên Vương huyền cấp 2 sao, thắng bại khó mà nói trước được. Dù sao, Thiên Vương huyền cấp 2 sao mạnh hơn Thiên Vương cấp 1 sao rất nhiều. Tới cảnh giới Thiên Vương, thì mỗi khi nâng một bậc phải vô cùng nỗ lực cảnh giới thiên vương cấp 1 sao muốn thách thức với thiên vương huyền cấp 2 sao thì đúng là tự tìm cái chết. Đây không chỉ là sự cách biệt về thực lực, mà còn cách biệt về đủ loại kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng, tiêu chính văn cười lạnh lùng, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt bừng lên ý chí chiến đấu, nói bản soái cũng đang muốn thách đấu với thiên vương huyền cấp 2 sao đây. Âm, uhm, câu nói này đã làm chấn động cả đại điện. Tất cả mọi người đều bị khiếp sợ bởi câu nói này của Tiêu Chính Văn. Cậu ta còn muốn thách đấu với cường giả Thiên Vương Huyền cấp 2 sao ư? Ngông cuồng, ngu ngốc, không tự lượng sức mình. Những trưởng lão và trưởng giáo của Thái Âm môn đều cười khẩy, cực kỳ khinh thường khi nghe Tiêu Chính Văn nói vậy. Ngay cả tông chủ của Thái Âm môn cũng bất lực lắc đầu, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Ngu ngốc." dựa vào thực lực thiên vương cấp một sao như cậu mà cũng muốn khiêu khích tôi sao nhưng ông ta vừa dứt lời một đệ tử vội vàng chạy vào vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ hét lớn không hay rồi chuyện lớn rồi tông chủ tông chủ dưới chân núi xuất hiện số lượng lớn binh lính vũ trang còn có còn có rất nhiều xe tăng đại bác dầm câu nói này đã làm chấn động cả đại điện tông chủ của thái âm môn bừng lửa giận Trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, "Thằng danh Bắc Lương, cậu đã làm gì rồi?" Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói, "Không làm gì cả, chỉ đưa 100.000 quân Bắc Lương qua đây huấn luyện dã ngoại thôi. Còn rất nhiều xe tăng, đại bác, xe bọc thép là do đạn trong kho nhiều quá, không dùng thì sẽ hết hạn mất." Vãi trưởng, đám người thái âm môn đều hít sâu một hơi, toàn thân ớn lạnh. "Không dùng thì sẽ hết hạn." đây là tiếng người à sắc mặt tông chủ của Thái Âm Môn cực kỳ u ám khó coi thằng quát Bắc Lương kia cậu đang muốn đối phó với Thái Âm Môn của tôi đến chết mới thôi đúng không ông ta giận dữ quát khí thế Thiên Vương Huyền cấp 2 sao tăng lên đến đỉnh điểm những người khác trong Đại Điện đều không chịu nổi sức ép của khí thế này tất cả đều bị ép quỳ xuống đất nhưng Tiêu Chính Văn không hề sợ hãi sắc mặt lạnh lùng nhìn tông chủ của Thái Âm Môn Quát, đây là lời khuyên chân thành của bản soái với ông. Các ông chỉ có thời gian 10 phút suy nghĩ. Thằng nhãi ngông cuồng, đáng chết, dám đe dọa Thái Âm môn. Tông chủ, giết hắn, chỉ cần giết hắn mới có thể khiến 100.000 quân ngoài kia khiếp sợ. Đám người giận dữ quát tháo tới tấp. Vẻ mặt tông chủ của Thái Âm môn cũng u ám đến cực điểm. Hai mắt ông ta sắc lạnh như rắn độc, trừng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn không biết đang nghĩ gì tông chủ không thể do dự thêm nữa tông chủ nơi đây là thái âm môn phải giết hắn tông chủ đám người lớn tiếng kêu la nhưng tông chủ của thái âm môn lại phất tay nói được tôi đồng ý với cậu nói xong các trưởng lão và trưởng giáo của thái âm môn đều kinh ngạc hét lớn tông chủ không thể đây là nơi khởi nguồn của thái âm môn chúng ta tông chủ nếu ông không dám thì tôi sẽ thay ông ra tay. Lâm Hàn phẫn nộ nói, ánh mắt bừng lên sát khí, đang định ra tay. Nhưng bị tông chủ của Thái âm môn quát, dừng tay. Đây là mệnh lệnh. Lâm Hàn nghe xong liền khựng lại, ánh mắt hung ác liếc xéo tiêu chính văn. Sau đó, tông chủ của Thái âm môn nhìn tiêu chính văn nói, vua Bắc Lương, như vậy cậu đã hài lòng chưa? Tiêu chính văn cười nhạt, không nể mặt chế nhạo, bản soái còn cho rằng Thái Âm môn đều là anh hùng hảo hán, khi phách kiên cường, giờ xem ra toàn là một lũ nhát chết. Sứt lời, Tiêu Chính Văn quay người rời khỏi Thái Âm môn. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, tông chủ của Thái Âm môn mới nổi giận mắng nhiếc, thằng nhãi bác lương đáng chết. Thù này Thái Âm môn không thể không trả. Những trưởng lão và trưởng giáo trong đại điện đều mang vẻ mặt tức tối và khó hiểu. Tông chủ, tại sao chứ? một vua bắc lương mà thôi chúng ta hoàn toàn có thể giết chết hắn ngay tại đây lâm hàn vội nói tông chủ của thái âm môn lại lắc đầu xem trọng đại cục chuyện nhỏ không nhịn tất hỏng chuyện lớn hai ngày sau là đại lễ hoa quốc mới là việc quan trọng nhất lúc đó thái âm môn của chúng ta mới có cơ hội trở lại trung nguyên làm chủ chính tông võ tông của hoa quốc bây giờ không cần thiết phải nảy sinh xung đột với bắc lương mọi người đợi hai ngày thôi hai ngày sau bắc lương sẽ phải tiêu đời mặc dù nói như vậy nhưng đám người của thái âm môn đây đều rất tức giận và không cam lòng thái âm môn rút khỏi dãy núi tuyết sơn ngay trong đêm hôm đó còn tiêu chính văn sau khi ổn định được thế cục của bắc lương đã cấp tốc quay về giang trung sau khi được cấp cứu hoa hồng đỏ đã thoát khỏi cơn nguy kịch cần nghỉ ngơi một thời gian trong biệt thự của giang trung Tiêu Chính Văn nói với Khương Vi Nhan rất nghiêm túc, Vi Nhan, ngày kia là ngày tổ chức đại lễ Hoa Quốc. Thời gian này anh sẽ phải rời Giang Trung một thời gian, em phải bảo vệ mình thật tốt. Bao lâu vậy anh? Khương Vi Nhan lo lắng hỏi. Tiêu Chính Văn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời ngoài kia, nói anh cũng không biết là bao lâu. Lần này bọn anh có một số nhiệm vụ bí mật phải làm. Nếu thuận lợi, chắc khoảng một tuần là xong. Khương Vi Nhan nghe vậy liền ôm Tiêu Chính Văn từ sau lưng, đầu cô áp lên lưng của anh, cảm nhận nhiệt độ đặc biệt trên người anh, nói: "Chồng à, em biết anh phải đi làm gì, em không mong giàu sang phú quý, chỉ mong anh bình an trở về." Tiêu Chính Văn quay người, lộ vẻ xúc động nhìn Khương Vi Nhan, nói: "Được, anh đồng ý với em." Cô ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nước mắt, nói: "Còn nữa, dành vinh quang về cho nước nhà." đánh đuổi hết những kẻ địch đang rình dập hoa quốc chúng ta. Tiêu chính văn bật cười, vuốt mũi Khương Vi Nhan nói, anh biết rồi. Sứt lời, hai người ôm nhau, cảm nhận thời khắc yên bình hiếm hoi. Ngày hôm sau, tiêu chính văn không thể không rời khỏi Giang Trung lần nữa. Ngày mai là đại lễ Hoa Quốc, hôm nay chủ soái và tướng lĩnh của năm chiến khu lớn đều tiến vào Hoa Quốc, thực hiện cuộc đàm phán bí mật và phải chuẩn bị đủ thứ sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi Giang Trung, Khương Vi Nhan vừa trở về biệt thự thì thấy trong phòng khách xuất hiện một người mặc áo choàng màu đen. Ông nội, Khương Vi Nhan ngạc nhiên nói. Người đó quay lại, gương mặt hiền từ nhìn Khương Vi Nhan nói, cháu dâu ngoan. chương 974, trước trận chiến. Ông nội, sao ông lại ở đây ạ? À? Khương Vi Nhan ngờ vực nói. Tiêu Long nghiêm túc nhìn Khương Vi Nhan đáp, cháu dâu ngoan, thời gian gấp rút, Ông nội cũng không kịp nói kỹ càng với cháu, đại lễ Hoa Quốc lần này đầy rẫy nguy hiểm. Đám Tiêu Chính Văn sẽ rời khỏi Hoa Quốc thực hiện nhiệm vụ bí mật, mà lúc này có 10 cường giả Thiên Vương, hơn 20 cường giả chủ soái đỉnh cao và mấy chục cường giả chủ soái các cấp bậc đều tập trung ở gần biên giới Hoa Quốc. Những người này sẽ phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Hoa Quốc trong ngày diễn ra đại lễ Hoa Quốc. Nghe cô ấy nói thế, Khương Vi Nhan kinh ngạc nói, "Ông nội, chuyện này là thật sao?" nhiều cường giả tấn công hoa quốc thế ạ à? chẳng lẽ hoa quốc tiêu long thở dài nói hai đây cũng là một kiếp nạn lớn của hoa quốc nếu có thể vượt qua kiếp nạn này thì hoa quốc sẽ càng hưng thịnh sẽ làm bá chủ thế giới nếu không vượt qua được thì hoa quốc sẽ lâm nguy khương vi nhan nhíu mày cảm xúc lẫn lộn bắt đầu lo lắng cho tiêu chính văn sốt cuộc tiêu chính văn phải chấp hành nhiệm vụ bí mật gì ông cần cháu làm gì cũng được ạ à? chỉ cần có thể làm gì đó cho hoa quốc cháu cũng không hối hận. Khương Vi Nhan biết Tiêu Long đến đây tìm cô chắc chắn là có chuyện cần mình giúp. Tiêu Long rất tán thưởng nhìn Khương Vi Nhan nói, không hổ danh là cháu dâu của nhà họ Tiêu. Sau đó Tiêu Long nói, kiếp nạn lần này của Hoa Quốc chắc chắn sẽ là cảnh tượng đẫm máu tàn khốc, thế nên chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ trước, nhưng chúng ta chỉ còn lại một ngày thôi. Nhiều cường giả đã lam le vào Hoa Quốc như thế, chỉ dựa vào mấy vị quốc lão hoa quốc đó thì không thể nào trụ vững được. Dù các môn phái trong võ tông cử các cường giả xuất sắc nhất đến, hay tông chủ của các tông môn đích thân ra trận cũng vẫn thiếu vài cường giả có thực lực mạnh để chấn giữ hoa quốc. Các cường giả lần này mạnh hơn các cường giả mà chúng ta phát sắc nhiều, còn có các thế lực địch lớn mạnh hơn đang âm mưu thực hiện một cuộc diện thay đổi kinh thiên động địa. Nhất là các cường giả ở chiến trường ngoài lãnh thổ đó một khi họ tham chiến thì sẽ không thể khống chế được tình hình nữa nghe tiêu long nói xong sắc mặt khương vi nhan cũng vô cùng khó coi cau mày chặt hơn đến nỗi biến nó thành hai đường cong khương vi nhan từng nghe tiêu chính văn nói với mình về chiến trường ngoài lãnh thổ cách đây không lâu ông cần cháu làm gì ạ à? khương vi nhan hỏi tiêu long nhìn khương vi nhan nói ông cần cháu canh giữ cho hoa quốc canh giữ cho hoa quốc khương vi nhan run rẩy khó hiểu và ngờ vực ông nội ông muốn cháu tham chiến hạ à? khương vi nhan hỏi tiêu long gật đầu nghiêm túc nhìn khương vi nhan nói đúng thế con cháu và cháu dâu nhà họ tiêu chúng ta khi hoa quốc cần thì phải cống hiến hết mình dù đó là mạng sống khương vi nhan sửng sốt sau đó nói ông nội cháu làm được bắt đầu từ ngày cháu gả cho tiêu chính văn thì cháu đã giao hết mọi thứ của mình cho anh ấy rồi dù sao cả mạng sống cháu cũng đồng ý. Nhưng ông à, bây giờ cháu mới là chiến thần huyền cấp 2 sao? Cháu canh gác cho Hoa Quốc, cháu sợ mình không giữ được. Tiêu Long như đã có chuẩn bị trước nói, cháu không cần lo về vấn đề thực lực, hôm nay đến đây cũng là vì ông muốn nâng cao sức mạnh của cháu. Mặc dù không biết có thể giúp cháu đạt đến cảnh giới nào nhưng trước mắt vì Hoa Quốc, chỉ có thể thử xem. Cháu dâu, cháu sẵn sàng chưa? nói xong câu này tiêu long nghiêm túc nhìn khương vi nhan khương vi nhan không do dự nói ông nội bất cứ lúc nào cháu cũng sẵn sàng chỉ là cháu lo nana tiêu long thở dài nói cháu yên tâm sẽ có người chăm sóc cho nana không có đất nước thì không có gia đình nếu không phải không còn cách nào khác ông cũng không đến tìm cháu vì thể chất của cháu rất đặc biệt là thể chất duy nhất có thể chịu được sức mạnh mạnh mẽ trong người ông cũng chỉ có thể chất của cháu mới có thể nâng cao thực lực đến mức độ lớn nhất khương vi nhan hiểu nghiêm túc gật đầu nói ông à cháu biết rồi ạ à. vậy lúc nào chúng ta bắt đầu thời gian không đợi chờ ai bắt đầu ngay bây giờ luôn ông nói vài điều cần chú ý cho cháu sau đó dẫn cháu đến một nơi tiêu long nói sau đó không lâu tiêu long dẫn khương vi nhan ra khỏi biệt thự đi thẳng đến một căn biệt thự gần núi trường bạch Trước cổng biệt thự có hai cô gái dịu dàng trong bộ đồ được làm bằng tơ mỏng màu trắng, đeo mặt nạ tơ mỏng màu trắng. Nhìn từ xa hệt như tiên giới nơi hạ giới, dịu dàng như tiên cảnh. Nhất là dáng người nhỏ nhắn kết hợp với bộ đồ tơ mỏng màu trắng và đôi tất chân màu đen, nếu là đàn ông thì chắc sẽ không thể kiềm chế được mà liếc nhìn thêm vài lần. Thấy Tiêu Long dẫn Khương Vi Nhan về, hai cô gái hơi cúi người xuống kính cẩn nói, chủ nhân, Tiêu Long khẽ gật đầu nói, dẫn con bé đến hồ Phượng Hoàng. Vâng, hai cô gái đó đáp, sau đó cung kính nhìn Khương Vi Nhan nói, cô Khương, mời đi theo chúng tôi. Khương Vi Nhan gật đầu rồi đi theo hai cô gái vào trong biệt thự, sau đó đi qua sảnh lớn đến sân sau biệt thự thì mới thấy nơi này cảnh vật rất tuyệt vời, thế mà lại là một khe núi hết sức xinh đẹp. Trong khe núi cỏ cây sum xuê, trăm hoa khoe sắc, các loài bươm bướm và chim không hề sợ con người khương vi nhan đi theo hai cô gái vào trong những con bươm bướm và chim đầy màu sắc đó đều bay lượn vòng quanh khương vi nhan như thể hiện chúng rất thích cô khương vi nhan cũng rất kinh ngạc sau đó là vui mừng và kích động thậm chí cô còn giơ cánh tay trắng nõn ra để những con bướm đó đậu lên ngón tay mình sau đó khương vi nhan lại tiếp tục đi theo hai cô gái đến vùng trung tâm của khe núi Vùng trung tâm của khe núi này, giữa hàng trăm khóm hoa có một hồ nước rộng hơn 200 mét vuông. Hồ nước trong vắt hệt như một tấm gương lớn phản chiếu bầu trời xanh trong và cảnh sắc động lòng người xung quanh. Khương Vi Nhan nhìn hồ nước, hai cô gái bên cạnh kính cẩn nói: "Cô Khương, hãy cởi đồ ra rồi bước vào hồ Phượng Hoàng." Khương Vi Nhan cũng không ngượng ngùng đứng bên bờ cởi áo ngoài ra chỉ để lại quần áo lót. Sau đó bước xuống từng bậc thềm được làm bằng ngọc thạch màu trắng bước vào hồ nước. Hồ nước này khá ấm, ngay lúc bước vào hồ nước, Khương Vi Nhàn có cảm giác từng lỗ chân lông trên người mình đều giãn ra, cực kỳ thoải mái. Kỳ lạ hơn là mệt mỏi và khó chịu trong người cũng dần tan biến. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn đã lên chiếc xe jeep quân dụng để đến sảnh lớn hội nghị ở Thiên Tử Các. Lúc này cả sảnh lớn toàn là các nhân vật quan trọng của Hoa Quốc. Mười tướng quân lão làng, tứ lão long các, chủ soái cảo năm chiến khu lớn và các tướng lĩnh đều tập trung ở sảnh lớn nghi thức rộng lớn này. Mấy người lâm long cũng có mặt ở đây. Không lâu sau, thiên tử mặc một bộ áo dài màu vàng bước vào sảnh hội nghị. Mọi người đều đứng dậy trang trọng hô, kính chào thiên tử. Thiên tử phất tay tỏ ý mọi người ngồi xuống rồi nói, không cần khách sao, lợi ít ý nhiều, ngày mai là ngày diễn ra đại lễ hoa quốc các vị, cuộc chiến quan trọng sắp xả bắt đầu, thời đại Hoàng Kim cũng sắp mở ra trong tay thế hệ chúng ta rồi. chương 975, thể sống chết để bảo vệ Hoa Quốc Vẻ mặt của những người trong phòng hội nghị cũng đông cứng lại và hết sức kích động. Đồng thời có cả những gương mặt lo lắng. Dù sao, theo tình báo của tất cả các bên, thì các nước đã bắt đầu chậm rãi hành động ngoài biên giới, sẵn sàng cho cuộc tấn công phá rối Hoa Quốc vào ngày đại lễ. Ngày lễ trang trọng như đại lễ Hoa Quốc, mừng ngày Hoa Quốc tuyên bố sức mạnh quân sự với toàn thế giới, nhất định sẽ được toàn thế giới chú ý không rời mắt. Một khi trong ngày đại lễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì danh tiếng của Hoa Quốc trên trường thế giới sẽ phải chịu nhiều đả kích. Thiên tử, bây giờ nước ngoài bắt đầu bày binh bố trận ngoài biên giới, năm chiến khu lớn của chúng ta đã điều động 500.000 quân đi phòng thủ biên giới, nhưng tôi lo quân số không đủ chủ soái từ kiêu long của chiến khu Đông Nguyên lo lắng nói. Năm chiến khu lớn, mỗi chiến khu điều động 100.000 quân, đã tới biên giới 3 ngày trước. Nhưng 500.000 quân này chưa chắc có thể đánh bại hàng triệu binh lính của các nước tập hợp lại. Vì các chiến khu đã điều động 400.000 quân tới Long Kinh để tham gia Đại lễ Hoa Quốc. 400.000 quân này muốn tham gia cuộc diễu binh ở Đại lễ thì ắt sẽ bỏ lỡ cơ hội chiến đấu nhất định. Nhưng hết cách, Ngày đại lễ không có lực lượng quân đội canh giữ thì sẽ bị quốc tế chê cười. Cho nên, thế cục hiện giờ rất bất lợi đối với bọn họ. Thiên tử nghe xong, sắc mặt nặng nề, ông ấy ngồi trên ghế, rồi nhìn đám người trong phòng nói, tôi hiểu mọi người đang lo lắng điều gì, ngày đại lễ Hoa Quốc ắt sẽ là tiêu điểm chiến sự của toàn thế giới. Tôi chỉ có một yêu cầu với các vị, đó là phải thề sống chết bảo vệ Hoa Quốc. 500.000 chiến sĩ đóng quân ở biên giới, cho dù phải chiến đấu đến người lính cuối cùng cũng không thể để bất kỳ kẻ địch nào bước vào lãnh thổ Hoa Quốc nửa bước. Xoạt! Bỗng nhiên đám người chủ soái tiêu chính văn, từ Kiêu Long và Hắc Long cùng với lãnh đạo của Nam chiến khu lớn đồng loạt đứng dậy, đứng nghiêm cúi chào, cao giọng nói thuộc hạ tuân mệnh. Quyết không để bất kỳ kẻ địch nào bước vào lãnh thổ Hoa Quốc nửa bước. Sau đó, thiên tử phất tay, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Nói tranh chấp quân sự thì giải quyết bằng quân sự, lúc này những cường giả thiên vương, cường giả chủ soái và cả mấy chục cường giả chiến thần đang ở biên giới, còn có sáu vị quốc lão và các cao thủ võ thuật của các môn phái võ tông hoa quốc ra mặt để chống đỡ. Các vị tướng sĩ, đây là trận chiến lớn sống còn liên quan tới hoa quốc chúng ta. Thắng thì hoa quốc sẽ hưng thịnh trăm năm, thua thì hoa quốc sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt đất nước. Cho nên, các vị tướng sĩ, lần này hoa quốc chỉ có thể thắng. Nhất định phải thắng. Sau lưng chúng ta là hàng tỷ nhân dân Hoa quốc và gia đình. Vì bọn họ, chúng ta phải cố gắng hết sức mình. Sứt lời, những tướng sĩ ngồi dưới đứng lên lần nữa, đứng nghiêm, dậm chân, phát ra âm thanh rộn ràng, tất cả đồng loạt cúi chào rồi hét lớn, "Thề sống chết để bảo vệ Hoa quốc." Sau đó, mọi người tan họp. Trong phòng họp, chỉ còn lại năm chủ soái, Tứ lão long các, sáu vị quốc lão, thập lão chiến bộ. Ông Long, còn có mấy trưởng lão của tông miếu Võ Tông Hoa Quốc và ba người Lâm Long vừa mới trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Thiên tử ngồi ở vị trí đầu tiên, đưa mắt nhìn mọi người rồi nói, theo mật báo của chiến khu, lần này sẽ có 15 cường giả Thiên Vương, 20 cường giả đỉnh cao cấp chủ soái, hàng chục cường giả chiến thần và cường giả chủ soái sẽ đánh úp vào Hoa Quốc chúng ta. Ngoài ra, Cường giả của bốn chiến trường lớn ngoài lãnh thổ của các nước tạm thời vẫn chưa biết rõ số lượng cũng sẽ tấn công vào Hoa Quốc đợt này. Vì thế, áp lực của chúng ta là rất lớn. Nguy cơ mà Hoa Quốc phải đối mặt lần này là nguy cơ lớn nhất trong gần 100 năm trở lại đây. Hơn nữa, theo tình báo cho biết, thực lực của 15 cường giả Thiên Vương ngoài biên giới không hề thấp. Ít nhất cũng là Thiên Vương cấp 1 sao. Trong số những người tham gia còn có vài người đã mai danh ẩn tích hơn 10 năm nay. Thực lực của bọn chúng rất có khả năng đã đạt tới Thiên Vương 3 sao, thậm chí là cảnh giới Thiên Vương 4 sao. Nghe xong ba câu nói này, cả căn phòng bỗng rơi vào yên lặng. Bầu không khí bị kìm nén tới đáng sợ. 15 cường giả Thiên Vương đã là cực hạn mà Hoa Quốc có thể chống cự. Trong số đó lại có cả cường giả Thiên Vương 3 sao và 4 sao. Quá đáng sợ. Lần này, các nước ngoài biên giới đã hạ quyết tâm muốn đánh một trận lớn tiêu diệt Hoa Quốc. Thấy sắc mặt mọi người đều nặng nề, thiên tử nói tiếp, mọi người, cường giả thiên vương của Hoa Quốc chúng ta hiện không nhiều. Tính cả sáu vị quốc lão, mấy vị trưởng lão tông miếu, mới có người một người, mà trong sáu vị quốc lão, thì trước mắt đại quốc lão có thực lực thiên vương ba sao, nếu đối mặt với những cường giả trở về từ vùng ngoài lãnh thổ kia, chỉ e rất khó giúp đỡ những người khác, vì thế, lần này mỗi người đều đối mặt với trận tử chiến thiên tử những lão già như chúng tôi đã sống rất lâu rồi có thể vào sinh ra tử vì hoa quốc đấu tranh vì hoa quốc trong những năm cuối đời để lại con đường hy vọng cho đời sau để lại hạt giống cho hoa quốc đó là mục tiêu theo đuổi lớn nhất của chúng tôi lúc này đại quốc lão đứng lên với vẻ mặt coi thường cái chết hờ hững nói hoa quốc tuyệt đối không thể bị tiêu diệt trong tay của thế hệ chúng ta cho dù có phải liều mạng, chúng ta cũng không thể để những tên cường giả đó bước vào Long Kinh nửa bước. Đại trưởng lão của tông miếu Võ Tông Hoa Quốc, mặc bộ thái cực quyền màu trắng, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn tràn đầy sinh khí, gương mặt nghiêm túc, hai mắt sáng ngời. Cụ ấy là Thiên Vương cấp 3 sao. Hơn nữa, chỉ còn nửa bước là bước qua cánh cửa Thiên Vương cấp 4 sao. Đại trưởng lão, thiên tử xúc động, quay người nhìn đại trưởng lão của tông miếu đại trưởng lão mỉm cười nói xương cốt chúng tôi đều đã giả nua gần đất xa trời nếu có thể dùng tính mạng chúng tôi đổi lấy những tháng ngày trói dọi của hoa quốc thì chết không hối tiếc ao nhất thời trưởng lão của tông miếu và các vị quốc lão ào ào đứng dậy chắp tay với thiên tử khoảnh khắc ấy đã làm xáo động trái tim của tiêu chính văn vì chỉ mới vừa rồi anh nhìn ra được sự tự tin vô cùng và tinh thần coi thường cái chết trên người các vị trưởng lão và quốc lão. Gừng càng già càng cay. Đây chính là bộ mặt tinh thần của thế hệ đi trước. Trong lòng bọn họ, Hoa Quốc mãi mãi xếp thứ nhất. Biết rõ là đường chết, nhưng không hề tiếc hy sinh tính mạng. Biết rõ một đi không trở lại, nhưng không do dự tiến về phía trước. Chỉ vì để lại hạt giống cho Hoa Quốc, vì sự kế thừa của Hoa Quốc. Bọn họ, đấu tranh vì nước, vì dân, chưa từng đấu tranh vì bản thân mình. Khoảnh khắc đó, tiêu chính văn xúc động, đứng nghiêm rồi cúi chào. Sau đó, đám người từ Kiêu Long và Lâm Long cũng đứng nghiêm, cúi dạp mình. Mặc dù bọn họ không quen biết phần lớn trưởng lão Tông Miếu Võ Tông và Quốc Lão, thậm chí còn là lần đầu gặp mặt, nhưng giây phút ấy lại không thể ngăn nổi sự tôn ính của bọn họ với các bậc bề trên. Đại trưởng lão của Tông Miếu Võ Tông Hoa Úc nghiêng đầu nhìn đám người tiêu chính văn noi, tiêu chính văn, cháu trai của Tiêu Long, không hổ là vua Bắc Lương của Hoa Quốc chúng ta. Cổng thành cứ giao cho chúng tôi, còn chiến trường biên giới, giao cho các cậu. Đại trưởng lão, xin ông cứ yên tâm, ở chiến trường biên giới, chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng quay về. Tiêu chính văn hét lên, toàn thân toát lên khí thế ngút trời chương 976, đại lễ bắt đầu. Tốt, tốt lắm. Lúc này đại trưởng lão của tông miếu võ tông phấn khởi ra mặt. Sau đó, khuôn mặt của các vị trưởng lão, quốc lão cùng đám người lâm long và các chủ soái như tiêu chính văn đầy vẻ nghiêm túc. Thiên tử đứng chắp tay ra sau, đảo mắt nhìn mọi người một lượt, rồi dơ nắm đấm lên cao, lớn giọng nói, mọi người. Hòa quốc của chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi. Hoa quốc, tất thắng. Hoa Quốc, tất thắng. Hoa Quốc, tất thắng. Giờ khắc ấy, tiếng hét đồng thanh vang vọng khắp hội trường. Đây là cách lan truyền nhiệt huyết cũng như ý chí của Hoa Quốc. Bên trên có các quốc lão và các trưởng lão của tông miếu võ tông, bên dưới có chủ soái chiến khu, các vị tướng lĩnh và vô số binh sĩ không biết tên của Hoa Quốc, ngày giây phút này, đều sụp sôi nhiệt huyết. Cũng vào khoảnh khắc này, tấm bia đá trên quảng trường thiên tử các của Hoa Quốc, Đột nhiên tỏa ra tinh thần chiến đấu mút trời và ánh hào quang chấn động. Tất cả mọi người nhìn ra ngoài qua cửa sổ đều bị thu hút bởi tấm bia đá nhà họ Tiêu dựng lên năm đó. Đó là tấm bia đá dựng bằng máu của bao thế hệ tướng sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì Hoa Quốc. Là tấm bia đá chấn thủ của Hoa Quốc. Cũng chính là tín ngưỡng của hàng trăm triệu người dân Hoa Quốc, tấm bia đá này không bao giờ sụp đổ trong lòng người dân Hoa Quốc. Ánh mắt Thiên Tử lóe sáng, nhìn tấm bia đá phát sáng chói loa ấy vô cùng kích động ông ấy quay đầu nhìn về phía đại quốc lão và đại trưởng lão của tông miếu võ tông cũng đang kinh ngạc như mình ba người nhìn nhau không hẹn mà đồng thanh nói quốc vận đã tự khai mở trước rồi đây là việc trọng đại từ trước đến nay quốc vận chưa từng tự mình khai mở trước lần này là tự mình bắt đầu trước đám người thiên tử vô cùng kích động có lẽ đây là điềm báo rằng Hoa Quốc sẽ bay cao bay xa trong tương lai." Thiên tử quay người nói, "Các cậu tiếp tục tự chuẩn bị đi. Đại lễ ngày mai cứ tiến hành đúng giờ." "Vâng." Đám người Tiêu Văn chính đáp lại một tiếng, sau đó đi ra khỏi phòng họp. Trong phòng họp chỉ còn lại bốn người thiên tử, Đại quốc lão, đại trưởng lão của tông miếu Võ Tông và thủ trưởng chiến bộ. Bốn người tụ tập lại cùng nhau nhìn về phía tấm bia đá. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy quốc vận tự mình khai mở trước, thiên tử, đây có thể là một điểm báo nào đó. Lúc này sắc mặt đại quốc lão hơi căng thẳng, trong lòng mang theo một sự kích động khó giấu. Đại trưởng lão của tông Miếu Võ Tông cũng gật đầu, hai tay chắp ra sau, ánh mắt lóe lên tia sáng nói, quốc vận khai mở, hoặc là một bước thăng thiên, mượn gió hóa rồng, hoặc là vận mệnh kiệt quệ, phải bảo vệ lấy gốc rễ của Hoa Quốc. Thiên tử nhíu mày lại, trong lòng đương nhiên cũng rất lo lắng. Một lúc lâu sau ông ấy nói, tôi tin rằng lần này là cơ hội để Hoa Quốc chúng ta mượn gió hóa rồng. Không vì điều gì khác, chỉ bởi tôi tin tưởng binh sĩ của Hoa Quốc chúng ta, tin tưởng vào mọi người. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, đại lễ Hoa Quốc được tiến hành đúng giờ, hơn nữa còn phát sóng trực tiếp toàn cầu. Lúc này, trong thiên tử các, thiên tử mặc hoàng bào, đội mũ vua, Uy nghiêm mà trang trọng, tay cầm thanh kiếm thiên tử, chân đi giày thêu rồng vàng, dẫn đầu trăm quan văn võ, dọc theo quảng trường thiên tử các đi bộ tới đài tế của đại lễ hoa quốc. Trên đài tế, chiếc đỉnh đồng cửu châu khổng lồ đang phát sáng lấp lánh. Bên trên điêu khắc hình ảnh cửu châu, còn có rồng vàng phượng lửa cùng với các loại chữ cổ khó hiểu. Còn lúc này, phía trước của chiếc đỉnh cửu châu trên quảng trường Long Kinh rộng hàng trăm nghìn hecta đã có 400.000 quân lính tập hợp nghiêm chỉnh, sừng sững. Bọn họ giống như một mũi lao, ngẩng đầu ưỡn ngực, hiên ngang đứng trên quảng trường, hùng dũng đứng dưới bầu trời. Giây phút này, gió mây giữa đất trời đều đang thay đổi bất thường. Đến cả trời xanh cũng phải kinh sợ khí thế hừng hực của đội quân 400.000 người này. Tất cả đội quân 400.000 người đều mặc quân phục, vũ trang đầy đủ, vẻ mặt cương nghị tay cầm súng. Mỗi ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào chiếc đỉnh cửu châu khổng lồ ở trên đài tế. Không chỉ như vậy, trên quảng trường còn có đội hình xe tăng, đội hình đại bác và ma trận của các loại vũ khí tối tân. Thậm chí, còn có 8 vũ khí hạt nhân mạnh nhất của chiến bộ Hoa Quốc. Lúc này, chiến bộ cùng với nhân dân của các nước cũng đều đang theo dõi đại lễ lần này của Hoa Quốc qua các đài truyền hình quốc tế. Các vị tướng lĩnh của chiến bộ các nước cũng đang ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh quan sát. Bọn họ nhìn thấy đội quân 400.000 người chỉnh tề, sát khí ngút trời cùng với đội hình vũ khí chiến đấu xong thì vẻ mặt bỗng trầm ngâm. Đặc biệt là tổng bộ của hiệp hội cao cấp 9 nước do Mỹ quốc đứng đầu đã mở cuộc họp video. "Không được, đế quốc chiến xa của tôi quyết định rút khỏi kế hoạch quân sự nhắm vào Hoa quốc lần này." Lúc này, trong video một vị tướng lĩnh của đế quốc chiến xa vô cùng hoảng sợ la lên. Quá mức hùng mạnh, hiện giờ Hoa Quốc đã hùng mạnh như vậy rồi. Chỉ riêng đội quân 400.000 người sát khí hừng hực kia đã khiến cho không ít các nước nhỏ khiếp đảm. Chỉ là truyền hình trực tiếp nhưng uy lực của đội quân ấy đã có thể khiến tướng lĩnh của các nước thực sự cảm nhận được Hoa Quốc không thể tùy ý xâm phạm. Vị tướng cấp 5 sao của Mỹ Quốc, Mark Melan đang hút xì gà, người mặc quân phục, trên vai gắn năm ngôi sao vàng, trước ngực đeo đầy huân chương. Ông ta rít mấy hơi xì gà, nhìn vị tướng bốn sao của đế quốc chiến xa đang la hét ẩm ý trong video nói tướng quân Bakran. Bây giờ ông không có đường lựa chọn, chúng ta đã tập hợp hơn một triệu quân ở biên giới Hoa Quốc rồi. Nếu như bây giờ ông lựa chọn rút lui, ông và cả nước của ông đều trở thành đối tượng trừng phạt của các nước khác. Câu nói này của Mark Melan tràn đầy ý uy hiếp. Tướng quân Ba tức giận đập vỡ chén trà, chửi một câu tục tiểu nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, Mark Melan nhìn các vị tướng quân khác trên màn hình hỏi, còn ai muốn rút lui nữa không? Mọi người đều im lặng. Mark Melan gật đầu rồi nhìn đồng hồ nói, 30 phút nữa, đúng giờ khai chiến. Lần này, chúng ta phải hủy diệt hoàn toàn Hoa Quốc. Trong lúc đó, ở Hoa Quốc, thiên tử mặc một bộ hoàng bào, từng bước dọc theo bậc thềm bằng ngọc trắng leo lên đài tế, đầu tiên là cúi lại ba cái trước chiếc đỉnh cửu châu. Sau đó, ông ấy quay người, ánh mắt phát sáng, lướt qua 400.000 tướng sĩ trên quảng trường, lớn giọng nói đại lễ Hoa Quốc chính thức bắt đầu. Đoàn, lúc này, khí thế hiên ngang từ trên người thiên tử hừng hực bốc lên cao. Sau đó, thiên tử bước lên xe chuyên dụng, đứng trên xe, phía sau là thủ trưởng chiến bộ và ông Long, bắt đầu tuần tra đội quân 400.000 người. Thiên tử phất tay lớn giọng nói, các tướng sĩ, mọi người vất vả rồi. Sau đó, đội quân 400.000 người đồng loạt hô vang. Sinh ra vì hoa quốc, nguyện chết vì hoa quốc. Sinh ra vì hoa quốc, nguyện chết vì hoa quốc. Đội quân 400.000 người đều mang ánh mắt sắc bén, khí phách ngút trời. Lúc này, ba lực lượng hải quân, lục quân, không quân, kỵ binh đội hình vũ khí, tường đồng vách sắt như vạn lý trường thành. Sư đoàn hổ lang, khí thế phi thường. Thiên tử tuần tra ba vòng, rồi lớn giọng hô lên, đội quân hoa quốc oai phong. Đội quân 400.000 người và cả trăm quan văn võ trên đài tế cùng hàng nghìn nhân dân đều đồng loạt hô vang thống nhất thiên hạ. Đội quân hoa quốc oai phong. Thống nhất thiên hạ. Tiếng hô vang vọng đất trời, chấn động trăm quân của các nước chương 977, Tam Tuyệt Kiếm. Lúc này, ở Ngọc Môn Quan, đường biên giới ngoài cùng của Hoa Quốc, sa mạc ngút ngàn, cát bay mù mịt, ở nơi này, vào một thời quá khứ rất xa xôi đã từng trải qua một trận đại chiến vô cùng kịch liệt. Những dấu vết của đao diều in hẳn lên vách nát vườn tàn, cùng với từng vết cắt của đao kiếm và những lỗ đạn do súng bắn, tất cả dường như đang ngân lên khúc ca lịch sử hùng hồn. Giờ phút này, Bên ngoài ngọc môn quan, giữa cảnh cát vàng bay đầy trời, một bóng người khoác áo choàng dài màu xám nhạt xuất hiện. Giữa sa mạc minh mông trải dài hàng nghìn km, mỗi một bước chân của người ấy lại giống như độn thổ, thoát cái đã di chuyển xa mấy trăm mét. Ở nơi hoang mạc bao la này, bóng người ấy mang đến bầu không khí khiến người ta sợ hãi. Nhiệt độ khô nóng xung quanh cũng theo từng bước dậm chân của bóng người kia mà dần dần hạ xuống đến mức đóng băng không lâu sau, bóng người kia giống như vượt qua ngàn dặm sông dài, đột ngột xuất hiện dưới bức tường thành bằng đá của Ngọc Môn Quan. Tường thành cao lớn của Ngọc Môn Quan đã bị hư hại nặng, nay chỉ còn lại một phần này thôi. Bên kia bức tường thành sừng sướng chính là đường biên giới của Hoa Quốc. Lúc này, ở biên giới, bóng người mặc áo choàng xám ngẩng đầu lên, vạt áo theo làn gió nóng rát tuột xuống, để lộ ra một khuôn mặt già nua với đôi mắt đục ngầu và cái nhếch môi hờ hứng ông ta nhìn chầm chầm vào ngọc môn quan rồi phát ra tiếng cười khạc khạc ghê rợn, thanh âm trầm thấp tựa như ma quỷ bò ra từ địa ngục. 20 năm, lão già này còn có thể quay lại ngọc môn quan, khà khà, nhớ khi đó, lão già này chỉ mới bước nửa bước ra khỏi thành thì bị một lưỡi kiếm sắc chém bay, ghim xuống đất. Thật nhục nhã. Năm ấy, lão già này cùng lắm chỉ là một cường giả chủ soái năm sao mà thôi, bây giờ, lão già này đã là quân vương một sao rồi hôm nay, tôi nhất định phải đạp nát ngọc môn quan. Hoa Quốc, một trong tám quỷ soái của Điện Ma Vương, hôm nay hàn lão quỷ tao đã quay lại. Sứt lời, một luồng khí thế ghê rợn mãnh liệt bốc lên từ người ông ta, sông thẳng lên trời. Khí thế của quân vương một sao đột một cuốn bay sạch toàn bộ mọi vật trong vòng 10 mét xung quanh ngọc môn quan. Bốn phía sa mạc bị luồng khí thế này khuấy loạn thành từng trận bão cát màu vàng. Ở khắp mọi nơi, bão cát màu vàng hình thành một cái đầu lâu khổng lồ che lấp đất trời, đôi mắt nhìn về phía lãnh thổ hoa quốc bên trong ngọc môn quan, rồi phát ra tiếng gào thét trầm đục chói tai. Ông lão kia bước lên một bước, đi xuyên qua nửa bước tường thành, đặt nửa bước chân lên lãnh thổ hoa quốc. Nhưng, ngay giây phút đó, đất trời gió mây chờ thay đổi. Một tiếng ầm vang lên, âm thanh của kiếm cắt ngang không khí, trong nháy mắt xé trời lao đến ánh sáng trói mắt từ lưới kiếm toát ra sát khí kinh hoàng, chém thẳng về phía hàn lão quỷ. Lúc này, hàn lão quỷ ngẩng đầu, nhìn thanh kiếm sắc bén kia, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khinh thường, nói, ha ha ha. Quả nhiên ông vẫn còn ở đây trông cửa, đáng tiếc, hàn lão quỷ tôi đã không còn giống như năm đó nữa rồi. Tôi của hôm nay đã là quân vương chuẩn một sao, nhát kiếm này không làm gì được lão già này đâu. Hàn lão quỷ hết sức tự tin, Giữa hàng lông mày toát ra sát khí ngập trời và khí thế ngông cuồng. Ông ta giơ tay lên, khí thế của quân vương chuẩn một sao tựa như sóng to gió lớn, hung bạo trào ra. Nhưng ngay giây kế tiếp, mũi kiếm sắc lạnh kia vẫn như đi giữa chỗ không người, mang theo kiếm khí của đất trời, một nhát chém thẳng về phía Hàn lão quỷ. Hàn lão quỷ kinh hãi, sắc mặt cứng đờ, hai mắt trợn trừng, nói với vẻ không thể tin được, không thể nào. Không thể nào! Quân vương huyền cấp 2 sao? Sao ông có thể là quân vương huyền cấp 2 sao được chứ? Ngay lúc hàn lão quỷ đang kinh ngạc tột cùng, thì lưỡi kiếm ấy đã chém lên người hàn lão quỷ. Hàn lão quỷ dùng hết sức mình đưa tay ra đỡ, nhưng vẫn bị nhát kiếm chém bay xa mấy trăm mét, dầm một tiếng, ngã nhào vào trong sa mạc. Chờ ông ta vật vã đứng lên, toàn bộ cánh tay phải của ông ta đã bị chặt đứt, máu tươi trải dài ngọc môn quan, hàn lão quỷ trợn to hai mắt che lại vết thương đầy máu lộ cả xương bên vai phải trên mặt tràn đầy sự hoảng sợ nhìn về nửa bên kia bức tường thành ngay lúc này trong không trung truyền đến tiếng bước chân cộp 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 điềm tĩnh thận trọng mang theo khí thế bức người ngay sau đó là âm thanh mà hàn lão quỷ vô cùng sợ hãi hàn lão quỷ hai mươi năm trước tôi đã có thể dùng một kiếm chém ông ra khỏi ngọc môn quan thì hôm nay tôi vẫn có thể dùng một kiếm đó tiến ông ra khỏi ngọc môn quan như cũ. Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện dưới chân tường thành. Là một ông cụ với mái tóc hoa dâm và khuôn mặt nghiêm nghị, sâu trong ánh mắt là khí thế hỗn độn, chìm chìm nổi nổi. Ông ấy mặc một bộ trang phục tơ lụa trắng tinh, sau lưng đeo ba thanh kiếm sắc bén, một thanh kiếm trong số đó đã bị rút ra khỏi vỏ, cắm nghiêng nghiêng trên mặt cát sa mạc. Nói xong lời này, ông cụ rút kiếm lên, hai mắt tập trung nhìn thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hàn lão quỷ trước mặt, nói hôm nay là đại lễ Hoa Quốc. Thế kẻ nào xâm nhập lãnh thổ Hoa Quốc, không phân thực lực cao thấp, bất kể thân phận là gì thì tôi đều chém hết. Một câu nói, sát khí trên người ông cụ phóng thẳng lên cao. Khí thế của quân vương huyền cấp 2 sao bỗng nhiên bộc phát toàn bộ. Mắt hàn lão quỷ nháy một cái, cả người run rẩy che lấy cánh tay bị cụt, Vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Quân vương huyền cấp 2 sao? Điều này là không thể nào. Sao lão già này có thể thăng cấp nhanh hơn mình được chứ? Hàn lão quỷ sợ run người, nhưng ông ta cũng biết, hôm nay mình không phá được cửa này rồi. Ước chừng ngay giây sau, Hàn lão quỷ quay đầu chạy mất. Đối mặt với quân vương huyền cấp 2 sao, hơn nữa còn là tông chủ của kiếm tông Võ Tông Hoa Quốc, Hàn lão quỷ chỉ có thể chạy trốn bởi vì ông già chết tiệt này còn có danh hiệu kiếm thánh một nhát kiếm có thể mở núi xẻ sông có thể chém tan đất trời kiếm trong tay ông ấy cũng là vũ khí cấp thiên thượng phẩm được gọi là tam tuyệt kiếm tam tuyệt là tượng trưng cho trời đất và người giờ phút này cầm trong tay ông cụ là thanh kiếm tượng trưng cho người trong tam tuyệt kiếm nhân kiếm tam tuyệt kiếm chính là vũ khí thần thánh được truyền lại từ hàng ngàn năm trước có lời đồn rằng nhân kiếm rời vỏ chém nứt đầu người dù xa ngàn mét địa kiếm rời vỏ chém sạch yêu ma quỷ quái thiên kiếm rời vỏ đi ngược với trời phá trời diệt thần cho nên nhìn thấy nhân kiếm trong tay ông già chết tiệt kia trong lòng hàn lão quỷ chỉ có duy nhất một suy nghĩ là chạy thôi nhưng hàn lão quỷ chỉ mới chạy hơn trăm mét thì ngay phía sau tông chủ kiếm tông đã cầm nhân kiếm chém tới mang theo kiếm khí cuồn cuộn, cuộn phẫn nộ quát lên nếu đã tới rồi thì để mạng lại đi âm um, trời đất biến đổi kiếm khí của nhân kiếm quét sạch mười mấy km hàn lão quỷ nổi giận xoay người khí thế của quân vương chuẩn một sao bùng nổ toàn bộ hét lên ông già chết tiệt dù sao lão già này cũng là quân vương chuẩn một sao chỉ có mình ông mà cũng muốn lão già này để mạng lại ư dù lão già này có chết thì cũng phải kéo ông chết chung hàn lão quỷ giận dữ hét lên, xoay người, đánh trực diện với tông chủ kiếm tông. Nhưng tông chủ kiếm tông lại cười khinh bỉ, khí thế trên người bỗng nhiên thay đổi, giơ tay lên, hai ngón khép lại, từ sau lưng ngoắc một cái. Một thanh kiếm mang ánh sáng màu đen phóng lên cao, mang theo sát ý khinh khủng chấn động bốn phương tám hướng. Địa kiếm, chém. Tông chủ kiếm tông hét lên giận dữ, địa kiếm bay lên tiêu sau lưng hóa thành một luồng ánh sáng loang loáng màu đen, cùng với nhân kiếm xuyên qua lồng ngực hàn lão quỷ. Hai tiếng phập phập vang lên. Trên người hàn lão quỷ thủng hai lỗ, nhìn xuyên thấu từ trước ra sau, máu tươi lênh láng. chương 978, phá cửa biên giới. Hàn lão quỷ một trong tám quỷ soái của điện ma vương, ngã xuống trên cát sa mạc, bên ngoài ngọc môn quan. Cường giả thiên vương một sao lại bị hai kiếm chém chết như vậy thậm chí ngay cả chút cơ hội phản kháng cũng không có. Lúc này Tông chủ Kiếm Tông ngạo nghễ đứng một mình ở Ngọc Môn Quan, nhìn xác của Hàn lão quỷ ngã trong vũng máu, trong mắt là một vẻ thanh tĩnh. Nhân kiếm và Địa kiếm trở lại vỏ, Tông chủ Kiếm Tông cũng nôn một ngụm máu. Hai nhát kiếm vừa nãy dường như đã tiêu hao hết toàn bộ sinh lực của ông ấy. Nhất là Địa kiếm ra khỏi vỏ thì càng tiêu tốn nhiều sức lực hơn. Không còn cách nào Đại lễ Hoa Quốc đang được tổ chức, không thể đánh lâu, buộc phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên tông chủ kiếm tông mới không tiếc tiêu hao sức lực của mình khởi động địa kiếm kết hợp với nhân kiếm, hai kiếm chém chết Hàn lão quỷ. Nếu như đổi lại bình thường, hai người sẽ phải đánh hơn 100 chiêu. Nhưng bây giờ không được. Sau khi giết chết Hàn lão quỷ, tông chủ kiếm tông nhìn về phía bắc. Ở đó là Bắc Lương, là biên giới phía bắc của Hoa Quốc hơn nữa còn có ba cửa biên giới. Chia ra thành, Ngọc Long Quan, Trấn Bắc Quan, và nơi quan trọng nhất cả Bắc Lương là Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan đối với Hoa Quốc mà nói, vẫn luôn truyền thừa trên dưới 5.000 năm, là con sông dài của lịch sử Hoa Quốc, nơi hiểm yếu nhất. Cũng là biên giới thần bí nhất. Lúc này bên ngoài Ngọc Long Quan và Trấn Bắc Quan có hai bóng người khí thế ngút trời đang giao đấu quyết liệt với cường giả thiên vương ngoài biên giới mà duy nhất sơn hải quan lại xuất hiện hai cường giả thiên vương. Hai luồng hơi thở thiên vương khủng khiếp, lúc này cuốn sạch toàn bộ sơn hải quan, khiến trời đất đổi màu, bầu trời không mây, mặt đất chấn động. Tứ quốc lão hoa quốc đứng sừng sững bên ngoài sơn hải quan, dáng người hơi gầy, mày kiếm mắt sáng, dù sáu bảy mươi tuổi vẫn khí thế hiên ngang, toàn thân toát ra sát khí lạnh tanh đáng sợ. Toàn thân cụ ấy mặc áo dài màu xanh, chắp tay ra sau đứng trước sơn hải quan, hai mắt đanh lại, hóa thành ánh sáng thực chất, nhìn chăm chăm vào hai bóng người có khí thế ngút trời lúc này đang bước đi bên ngoài cửa. Hai thiên vương một sao, khí thế rất lớn, sắc mặt của tứ quốc lão u ám, không ngờ sơn hải quan lại xuất hiện hai thiên vương một sao. Bản thân của ấy là thiên vương một sao, giao đấu với một thiên vương một sao khác thì vẫn có khả năng giành phần thắng. Nếu dồn hết sức và mạng sống, cũng có thể giết chết một thiên vương một sao. Nhưng nếu hai thiên vương một sao cùng ra tay thì e là không dễ dàng như vậy. Lúc này hai cường giả thiên vương một sao ngoài biên giới đã vượt qua mười mấy km vùng biên giới, đến bên cạnh tứ quốc lão. Sắc mặt hai người u ám, áo dài trên người một trắng một đen, khóe miệng và khóe mắt đều hiện lên nụ cười lạnh lùng thấu xương. Khoảnh khắc nhìn thấy hai thiên vương một sao này, sắc mặt tứ quốc lão trầm xuống, nói không ngờ quỷ soái hắc bạch của điện ma vương lại lựa chọn sơn hải quan hai cường giả thiên vương một sao cười khẩy nói sơn hải quan là biên giới quan trọng nhất ở phía bắc của hoa quốc hai người tôi đại diện điện ma vương đích thân đến đánh phá là sự tôn trọng lớn nhất đối với hoa quốc rồi ha 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 tứ quốc lão ngửa mặt lên trời cười lớn nói hay cho một câu tôn trọng xâm phạm lãnh thổ hoa quốc khiêu khích thiên vương mà các người lại có thể đường hoàng nói là sự tôn trọng dành cho Hoa Quốc. Nực cười, quá nực cười. Quỷ soái hắc bạch cười nhạt, đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn sang tứ quốc lão, lạnh lùng nói, hôm nay, hai người chúng tôi ắt phải phá cánh cửa này. Chúng tôi khuyên ông đừng vùng vẫy vô nghĩa, nhưng lại cánh cửa biên giới. Để hai người chúng tôi giành lấy Long Kinh. Hừ, tứ quốc lão lạnh lùng hừ một tiếng, khí thế trên người bỗng nhiên dâng lên, xông thẳng lên chín tầng mây, tức giận quát, muốn phá cánh cửa này, giành lấy Long Kinh thì hãy đánh thắng ông đây rồi hãng nói. Vẫn câu đó, ông đây tiến hai người về trầu trời. Ở đây là sơn hải quan của Hoa Quốc, nếu hai người không muốn chết thì lập tức rút lui. Muốn chết hả? Sắc mặt của ông lão mặc áo dài màu đen trong quỷ soái hắc bạch vô cùng u ám, tức giận quát một tiếng, khí thế của thiên vương một sao đột nhiên lan rộng ra. Âm! Um, thoáng chốc giữa ba người bùng nổ ý chí chiến đấu và sát khí ngút trời chỉ trong thời gian nháy mắt ba người đã tung ra đòn đánh hơi thở nóng rát và sát khí khủng khiếp quét sạch cả sơn hải quan trận chiến ở đây vô cùng mãnh liệt động tính cũng vô cùng lớn cho dù ngọc long quan và trấn bắc quan cách nhau mười mấy km cũng bị hơi thở điên cuồng tàn phá bừa bãi bên ngoài sơn hải quan làm cho kinh động không hay rồi sơn hải quan xuất hiện hai cường giả thiên vương một sao tứ quốc lão đang gặp nguy hiểm tốc chiến tốc thắng mau đến sơn hải quan giúp đỡ anh tứ hai cường giả thiên vương hoa quốc của ngọc long quan và trấn bắc quan cũng phóng hết toàn bộ sức mạnh của mình giao đấu với cường giả thiên vương ngoài lãnh thổ một cách mãnh liệt hơn nhưng càng đánh về sau cảnh tượng của trận chiến càng thêm phức tạp sức mạnh hai bên bằng nhau đều là thiên vương một sao rất khó phân thắng bại hơn nữa, hai cường giả Thiên Vương ngoài biên giới của Ngọc Long Quan và Trấn Bắc Quan này rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, cố ý lôi kéo hai cường giả Thiên Vương của Hoa Quốc. Lúc này toàn thân cường giả Thiên Vương bên ngoài Ngọc Long Quan bao phủ khí độc màu xám cho, mỗi một chiêu, khí độc đều phóng ra phạm vi mấy trăm mét, hoa cỏ cây cối và côn trùng chim muông đều chết bất đắc kỳ tử. Ông ta trốn trong khí độc màu xám cho, hai mắt tỏa ra ánh sáng màu lam sâu thẳm nhìn chăm chăm vào tam trưởng lão của tông miếu võ tông hoa quốc bị khí độc quấy nhiễu, chiến đấu như con thú bị nhốt, miệng nở nụ cười u ám, muốn đến chi viện Sơn Hải quan ư. Mộng tưởng hảo huyền, đối thủ của ông là tôi. Độc lão quỷ, ông muốn chết hả? Tam trưởng lão của tông miếu võ tông bị vây trong khí độc màu xám cho, gào thét giận dữ. Lúc này, xung quanh ông ta đều là khí độc mù mịt u tối, còn có côn trùng độc, nếu lơ là thì sẽ bị những khí độc và côn trùng độc này xâm nhập vào cơ thể ông ta đã dốc hết sức lực để chống lại độc lão quỷ mặc dù muốn tri viện cho sơn hải quan nhưng căn bản không có cách phân thân cũng như vậy bên phía trấn bắc quan ngũ trưởng lão của hoa quốc cũng bị cường giả thiên vương bên ngoài biên giới giữ chân cường giả thiên vương bên ngoài biên giới cũng là một trong tám quỷ soái của điện ma vương giỏi dùng các loại ám khí vào lúc hai bên chiến đấu đến thời khắc quan trọng sơn hải quan ngoài mấy chục dặm đột nhiên bùng lên một tiếng vang mút trời âm thanh rền vang vọng khắp phạm vi mấy chục km phá cửa tam trưởng lão và ngũ trưởng lão của tông miếu võ tông đều nhíu chặt mày nhìn về hướng sơn hải quan tiêu rồi cửa bị phá rồi anh tứ ngũ quốc lão gào lên giận dữ dốc toàn bộ sức lực nhưng bất lực đối phương căn bản không muốn đánh với cô ấy nữa mà không ngừng sử dụng ám khí và chạy trốn ngũ quốc lão căn bản không thể rời khỏi chỗ này một khi cô ấy rời đi để chi viện cho sơn hải quan thì trấn bắc quan sẽ thất thủ cũng như vậy tam trưởng lão của ngọc long quan cũng gầm lên giận dữ đáng chết sao lại như vậy sơn hải quan bị đánh phá rồi ai có thể chi viện cho sơn hải quan lúc này tam trưởng lão ngửa mặt lên trời hét lên giận dữ. Ông ta không cam lòng. Trong ba cửa biên giới phía bắc của Hoa Quốc, Sơn Hải quan quan trọng nhất lại bị đánh phá. Tiếp tục như vậy, đại quân nước đối địch ở biên giới sẽ tập trung sức lực, xông qua Sơn Hải quan, giành lấy Long Kinh. Không cam lòng, cam phấn, cường giả thiên vương của Hoa Quốc quá ít. Biên giới thất thủ, Hoa Quốc lâm nguy. Lúc này, ở Sơn Hải quan, khuôn mặt của quỷ soái hắc bạch đanh lại khi nhìn thấy tứ quốc lão không ngừng nôn máu ôm ngực trước mặt hai người cũng không dễ chịu đã bị thương vừa nãy tứ quốc lão này dốc toàn sức muốn dùng mạng của mình để giữ hai người này lại nhưng cuối cùng hai người hợp lực đánh bại tứ quốc lão lúc này mặt tứ quốc lão đầy vẻ dữ tợn tóc tai rối bù nhìn hai thiên vương bước đến trong lòng rất không cam tâm và giận dữ ngửa mặt lên trời gào thét, có cường giả nào thay Hoa Quốc giữ biên giới không? Quỷ soái hắc bạch lạnh lùng liếc mắt, đi đến từ bên cạnh tứ quốc lão, bước ra một bước, vượt qua sơn hải quan. Nhưng khoảnh khắc đó, một bóng người bay xuống, đột nhiên xuất hiện bên ngoài sơn hải quan, chặn đường đi của quỷ soái hắc bạch lại. Tay người đó cầm kiếm, sát khí trên toàn thân màu trắng mang mạng che mặt vẽ hoa sen trắng, mày lá liễu với một đôi mắt đẹp mang theo sự lạnh lẽo bức người, nhìn chăm chăm vào hai cường giả thiên vương bên ngoài biên giới kia. Môi hồng khẽ mở, răng trắng mắt sáng. Rút lui, nếu không sẽ chết. Người mặc áo trắng lạnh lùng nói. chương 979, Khương Vi Nhan đột phá. Hai cường giả thiên vương một sao ngoài biên giới nhìn bóng người mặc đồ trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt thì nhếch miệng cười nham hiểm. Ha ha, cô gái, cô biết chúng tôi là ai mà đúng không? tùy tiện tới chấn giữ cửa biên giới như vậy là đang tìm đường chết đó. Quỷ soái mặc áo dài màu đen bày ra vẻ mặt lạnh tanh, hai mắt lóe lên sát khí nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc đồ trắng trước mắt. Đồng thời, quỷ soái mặc áo dài màu trắng bên cạnh cười lạnh lùng nói, xem ra Hoa Quốc đã không còn ai nữa rồi, vậy mà lại cần một cô gái đến để chấn giữ cửa biên giới, trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt được Hoa Quốc. Điện Ma Vương cũng sẽ quay lại Hoa Quốc. Cô gái, nếu như không muốn chết thì mau chóng nhường đường, nếu không cô sẽ phải chết rất thảm đấy. Nói xong, khí thế trên người bọn chúng lại trào dâng trở lại. Khí thế của hai thiên vương một sao bao trùm khắp cả sơn hải quan. Bóng người mặc đồ trắng kia khẽ nhíu đôi lông mày lá liễu, thanh kiếm sắc lạnh trong tay vừa dơ lên đã phát ra tia sáng chói mắt, nói chiến đấu vì chồng, thay chồng trấn giữ cửa biên giới. Chết cũng có sao đâu tôi tuyệt đối không cho phép hai người đặt chân vào sơn hải quan nửa bước. Nói xong, bóng người mặc áo trắng liền chĩa kiếm về phía hai quỷ soái. Khoảnh khắc đó, thanh kiếm mang theo sát khí ngút trời quét thẳng về phía trước. Hai quỷ xoái cười khẩy, khí thế trên người giống như bùng nổ, khinh thường nói. Một cô gái mới đạt đến cảnh giới chủ soái năm sao mà cũng dám lên giọng với hai người chúng tôi. Đúng là không biết tốt xấu, không biết tự lượng sức mình nói xong quỷ soái mặc áo dài đen tiến lên phía trước giơ tay mạnh mẽ tung một cú đấm về phía bóng người mặc đồ trắng cú đấm này vô cùng mạnh mẽ sát khí bừng bừng giống như sóng to gió lớn đổ ập về phía bóng người mặc đồ trắng Tứ Quốc lão đứng một bên ôm ngực cúng xa sầm mặt mày thần sắc nghiêm trọng gào lên cô gái mau chạy đi cô không phải đối thủ của họ đâu cô có thể tới chấn giữ cửa biên giới tôi vô cùng cảm kích thế nhưng cô không đánh lại nổi hai người bọn họ đâu. Cô chỉ cần thay tôi nói lại một câu với Long Kinh, tôi hổ thẹn với Long Quốc, hổ thẹn với thiên tử, không thể giữ được Sơn Hải quan, tôi là tội đồ nghìn đời của Hoa Quốc. Thế nhưng, dù hôm nay tôi có chết thì cũng phải giết chết một quỷ soái trong số bọn chúng. Sứt lời, tứ quốc lão bày ra vẻ mặt liều chết, khí thế trên người cũng lập tức trào dâng. Tuy nhiên, một giây sau, cảnh tượng khiến cho mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Cú đấm mà quỷ soái mặc áo dài màu đen tung về phía cô gái lại bị thanh kiếm của đối phương chém trúng. Càng đáng sợ hơn là sát khí mà thanh kiếm đó mang theo không hề kém cạnh chút nào, chém thẳng về phía quỷ soái mặc áo dài màu đen. Xoẹt! Trong nháy mắt, tay phải của quỷ soái mặc áo dài màu đen đã lìa khỏi bả vai, bay một vòng giữa không trung tạo thành một màn mưa máu, sau đó rớt trên mặt đất. A à, 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 chuyện này, chuyện này không thể nào. Sao có thể như vậy? Cô, cô rốt cuộc là ai? Rốt cuộc cô đang ở cảnh giới nào? Quỷ soái mặc áo dài màu đen liên tiếp lùi về sau mười mấy bước, nhìn bóng người mặc đồ trắng đang đứng bên dưới cửa biên giới sơn hải quan bằng ánh mắt ác độc và kinh hoàng. Rõ ràng cô ta chỉ có hơi thở của một chủ soái năm sao, sao có thể chặt đứt cánh tay của thiên vương một sao như tôi chỉ với một nhát kiếm cơ chứ? Chuyện này không thực tế. Chuyện này không có khả năng. Thế nhưng, một giây sau, trong mắt bọn chúng, khí thế trên người bóng người mặc đồ trắng lại bắt đầu từ từ dâng lên. Mỗi một lần dâng lên đều mang theo cảm giác khiến cho người khác phải khiếp sợ. Âm ầm ầm, Thiên vương, thiên vương, cô ta là cường giả thiên vương. Chuyện này không thể nào. Từ lúc nào mà Hoa Quốc lại có một nữ cường giả thiên vương trẻ tuổi như vậy? Quỷ soái mặc áo dài màu đen vô cùng kinh ngạc, không dám tin nhìn bóng người mặc đồ trắng đang đứng trước mắt. Chỉ trong phút chốc mà khí thế trên người cô gái đó đã đạt tới cảnh giới Thiên Vương một sao, hơn nữa còn ẩn giấu dấu vết của việc sắp phá vỡ cảnh giới Thiên Vương huyền cấp 2 sao. Thế nhưng cuối cùng cũng giữ ổn định ở cảnh giới Thiên Vương một sao. Chuyện này đã đủ để khiến cho hai cường giả Thiên Vương bên ngoài biên giới này phải chấn động. Một nữ Thiên Vương trẻ tuổi như vậy, chưa từng nghe ai nhắc tới. Mà lúc này, bóng người mặc đồ trắng đang cầm thanh kiếm đứng bên ngoài sơn hải quan, trong ánh mắt mang theo sát khí và vẻ lạnh lùng bức người, nói, rút lui. Nếu không sẽ phải chết. Khoảnh khắc này, hai quỷ soái đã hoang mang. Thế nhưng một giây sau, quỷ soái mặc áo dài màu trắng lại cười khẩy đầy vẻ ác độc, hừ. Một thiên vương một sao nhỏ bé thì có làm sao? Hai người chúng tôi đều là thiên vương một sao đánh bại cô cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vừa dứt lời, quỷ soái mặc áo dài màu đen cũng đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn bóng người mặc đồ trắng. Mình buộc phải báo mối thù bị chặt đứt cánh tay này. Thế nhưng, điều khiến cho bọn chúng không ngờ được là người phụ nữ mặc đồ trắng lại không hề run sợ, ngược lại còn khẽ bước lên trước vài bước, nói nếu đã không rút lui, vậy thì phải chết thôi. Nơi này là lãnh thổ Bắc Lương do chồng tôi chấn giữ, cửa biên giới vốn cũng là do chồng tôi cai quản. Giờ chồng tôi không ở đây thì tôi sẽ thay anh ấy chấn giữ cửa biên giới. Bất cứ kẻ nào vượt biên đều giết không tha. Tứ quốc lão đứng bên cạnh hoàn toàn chấn động. Cô gái này là vợ của vua Bắc Lương. Khương Vi Nhan đó sao? Không phải cô ta chỉ mới đạt đến cảnh giới chiến thần, sao có thể là thiên vương một sao cơ chứ? Không đợi cho cô ấy hết kinh ngạc, Khương Vi Nhan đã vác kiếm sông về phía hai quỷ soái thiên vương. Không có bất cứ sự sợ hãi hay kinh hoàng nào. Không thèm đếm xỉa tới chuyện sống chết. Thay chồng chấn giữ cửa biên giới, chết cũng không e ngại. Một giây sau, bên ngoài sơn hải quan bùng nổ một trận chiến kinh thiên động địa. Sát khí lan ra khắp mấy chục km. Thanh kiếm giống như cầu vồng xuyên qua trời đất. Hai quỷ soái hoàn toàn không thể ngờ, cô gái này lại mạnh đến thế dám dùng cơ thể mềm yếu để đối kháng với hai cường giả thiên vương thành danh đã lâu như bọn chúng. Càng đáng sợ hơn là sau khi đánh qua đánh lại, bọn chúng còn phát hiện ra cô gái này lại đang ở giai đoạn đột phá cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao. Hoảng hốt, càng đánh càng hoảng. Mãi đến sau cùng, thanh kiếm với ánh sáng sắc lạnh trải dài 3.000 km của Khương Vi Nhan cũng chém chúng hai quỷ xoái. Xoẹt xoẹt, ngực của hai quỷ soái bị thanh kiếm này rạch hai nhát trông rất khủng khiếp máu tươi bắn ra khắp nơi hai người bọn chúng cũng vô cùng kinh ngạc ôm lấy ngực rồi quay người muốn chạy thoát thân không đánh lại được vậy mà lại không đánh lại nổi cô gái này quá mạnh khương vi nhan nhìn hai quỷ soái quay người muốn tháo chạy tay cầm thanh kiếm chém xuống hai nhát nữa lúc này trời đất đổi màu hai nhát kiếm mang theo sát khí ngút trời và kiếm khí khủng bố chém thẳng về phía hai quỷ soái rầm rầm lưng của hai quỷ soái bị kiếm chém chúng vang ra xa mấy trăm mét ngã trên mặt đất phun ra máu tươi khoảng khắc này trong mắt bọn chúng chỉ còn lại vẻ kinh hoàng và khiếp sợ một giây sau bọn chúng căn bản không còn nghĩ tới chuyện phản kháng hay gì nữa bò từ dưới đất lên giống như chó nhà có tang chạy nhanh như bay Lúc này, bọn chúng chỉ muốn chạy khỏi Hoa Quốc, rời khỏi nơi khủng khiếp này. Còn Khương Vi Nhan, tay cầm kiếm đứng thẳng bên ngoài cửa biên giới Sơn Hải Quan. Cứ đứng như vậy hơn 10 phút, cơ thể của cô mới từ từ nghiêng ngả, sau đó ho khan vài tiếng, ho ra cả mấy ngụm máu tươi. Thanh kiếm trong tay cũng không ngừng rung động. Máu tươi thuận theo bàn tay trắng nõn của Khương Vi Nhan, chảy qua thanh kiếm sắc lạnh rồi nhỏ giọt lên trên mặt đất. Trấn chiến vừa nãy, cô cũng bị thương rất nghiêm trọng, thế nhưng vẫn luôn chịu đựng, lúc này sức mạnh mãnh liệt và thương tích khủng khiếp trong cơ thể mới bộc phát trong nháy mắt. Rầm, một giây sau, Khương Vi Nhan ngã trên mặt đất, khi thế của thiên vương một sao trên cơ thể cũng dần hạ xuống cảnh giới chủ soái. Khoảnh khắc đó, mắt Khương Vi Nhan mở đi, trước mắt giống như xuất hiện bóng dáng của tiêu chính văn, cô lẩm bẩm, chồng à, em không khiến cho anh phải mất mặt, không làm mất mặt nhà họ tiêu. Am làm được rồi, làm được rồi. Chương 980, năm cường giả Thiên Vương. Cùng lúc này, chiến trường Bắc Nghệ, Tiêu Chính Văn và ba người Lâm Long dẫn đầu hơn 300 cường giả võ tông Hoa Quốc, cùng với cường giả của Điện Thần Long, ẩn núp gần căn cứ quân sự của chín nước Bắc Nghệ. Cả căn cứ quân sự có 10.000 binh lính vũ trang đầy đủ, còn có hơn 100.000 xe tăng và hơn 100 máy bay chiến đấu đám người tiêu chính văn và lâm long mai phục trong rừng núi gần đó, mắt nhìn xuống căn cứ quân sự phía dưới với vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi xem đồng hồ, tiêu chính văn và lâm long đưa mắt nhìn nhau, rồi hô lớn, giết. Trong nháy mắt, hơn 300 cường giả của điện thần long và cường giả võ tông hoa quốc tựa như từng mũi tên rời cung, từ trong rừng cây, lao xuống. Như sói như hổ gầm thét sông về phía 100.000 đại quân của kẻ địch. Khoảnh khắc đó ầm 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 âm. âm thanh chiến đấu vang dội giữa trời đất bỗng nhiên bùng lên ánh lửa ngút trời những cường giả võ đạo này như vào cảnh giới không người xông vào trong một trăm đại quân chém giết kẻ thù không thương tiếc mỗi một bóng người mỗi tiếng gào thét mỗi lần gầm giống đều hóa thành máu tươi đầy trời một trăm đại quân của kẻ địch dường như đã bị hơn một trăm cường giả võ đạo đánh tan tác trong phút chốc hình thành từng vùng chiến đấu riêng lẻ Ánh lửa ngút trời, tiếng nổ vang lên bốn phía. Khoảnh khắc mỗi bóng người ra đòn thì hơn 100 binh lính phía trước ngã bay ra ngoài, giống như rơm rác, chết bất đắc kỳ tử. Sau đó đám người Tiêu Chính Văn và Lâm Long cũng lao xuống. Khí thế của Cường Giả Thiên Vương bỗng nhiên hiện lên, thoáng chốc càn quét cả căn cứ quân sự. 100.000 đại quân lúc này đã bị giết giải rác thưa thớt. Đám người Tiêu Chính Văn và Lâm Long cũng giống như thần chết. Mỗi một đòn đều có thể giết một đám binh lính vũ trang đầy đủ. Đây là một trận tàn sát khác xa về sức lực. Những binh lính này hoàn toàn không phải là đối thủ của cường giả võ đạo Hoa Quốc. Cho dù tay bọn chúng cầm súng ống cũng không thể tạo nên thương tích cho những cường giả Hoa Quốc. Láo xược, cả gan dám tập kích căn cứ quân sự của chúng ta. Muốn chết hả? Đột nhiên mấy tiếng gào thét vang dội cuốn sạch toàn bộ căn cứ quân sự sau đó năm bóng người khí thế bừng bừng bước ra ngoài từ trong phòng chỉ huy tác chiến của căn cứ quân sự khoảnh khắc đó hơi thở trên người năm bóng người vô cùng mãnh liệt vô cùng dày đặc sau đó bọn chúng ra tay cùng lúc đánh giết về phía đám người tiêu chính văn và lâm long năm cường giả thiên vương tiêu chính văn nhíu chặt mày toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu anh cũng không ngờ căn cứ quân sự này lại có năm cường giả thiên vương sắc mặt lâm long u ám nhìn chằm chằm vào năm cường giả thiên vương kia sau khi nhìn thấy dấu ấn nào đó trên cánh tay của bọn chúng thì gầm lên về phía tiêu chính văn vua bắc lương năm người này là cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ cậu phải cẩn thận nghe vậy ban đầu tiêu chính văn nhíu mày sau đó cười lạnh lùng nói cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ ư vừa hay bản soái đang muốn đánh nhau với bọn chúng suốt lời Tiêu Chính Văn cũng trở nên hùng dũng giống như một con mãnh hổ, xông thẳng đến. Ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình. Trong năm người kia, hai tên cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ là Thiên Vương một sao, xông thẳng về phía Tiêu Chính Văn, thể hiện sát chiêu ác liệt. Ầm ầm ầm, thoáng chốc hai bên nổ ra trận chiến khủng khiếp. Trận chiến như thể mất khống chế. Trong phạm vi 1000m chỉ còn lại Tiêu Chính Văn và hai tên cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ cảnh giới Thiên Vương một sao. Lúc này, hai người kia cười gần, nhìn Tiêu Chính Văn ở phía trước, nói cậu chính là vua Bắc Lương sao? Ha ha, các kinh bảo chúng hỏi thăm cậu. Tiêu Chính Văn nghe vậy, cười lạnh lùng, nói các kinh. Tên bại tướng mà thôi. Nghe câu này, hai cường giả Thiên Vương nhíu mày, gầm lên giận dữ, hống hách là phải trả cái giá lớn cả gan tập kích căn cứ quân sự của tôi tôi sẽ lấy mạng và máu của cậu để trả nợ suốt lời một người trong đó liếm khóe miệng lộ ra nụ cười nham hiểm u ám bỗng tung đòn về phía tiêu chính văn xoạt một tia sáng lóe lên trong tay người kia bỗng xuất hiện một con dao găm mang theo sát khí thấu xương chém về phía tiêu chính văn tiêu chính văn kinh hãi tốc độ của đối phương quá nhanh anh lập tức né qua tránh được đòn đánh này, nhưng đối phương lại liên tiếp đánh tới, bỗng đâm mạnh về phía lồng ngực, phần bụng và cổ của anh. Mỗi chiêu thức đều hết sức tàn bạo. Keng, con dao quân đội nằm cạnh trong tay tiêu chính văn bắn ra, đâm thẳng về phía dao găm của cường giả thiên vương đang lao tới, phát ra tiếng vang lanh lành, lóe lên ánh lửa tán loạn. Đồng thời, cường giả thiên vương kia cũng liên tục lùi về sau mấy bước, với cánh tay đã hơi tê dần, hắn cười gần nói, thú vị đấy. Cậu chưa từng đến chiến trường ngoài lãnh thổ, chưa trải qua lễ rửa tội ở đó mà lại có sức mạnh đến mức này, quả thật rất mạnh. Thảo nào trước khi đến các kinh từng cảnh báo chúng tôi đừng khinh địch, nếu có thể thì nhất định phải liên thủ giết cậu. Ban đầu tôi còn không tin, cảm thấy não của các kinh bị úng nước. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao ông ta lại nói câu này. Nghe cường giả thiên vương nói vậy, tiêu chính văn cười khẩy, nói ông ta nói không sai nhưng ông ta đã quên nói với các người một chuyện chuyện gì nghe vậy mặt của hai tên cường giả thiên vương đều đầy vẻ nghi hoặc đó là trước khi đến các ông phải chuẩn bị quan tài của mình tiêu chính văn lạnh lùng nói ầm um, một câu nói thoáng chốc đã dấy lên lửa giận trong lòng của hai cường giả thiên vương vua bắc lương cậu muốn chết hả hai người kia gầm lên giận dữ cùng nhau liên thủ lao về phía tiêu chính văn. Len keng, ầm ầm ầm, vũ khí va chạm, đâm đến da thịt. Mỗi một đòn đều có thể nói là cực kỳ quyết liệt. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, môi trường trong phạm vi 1.000 mét đã hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn. Cây cối xung quanh, cũng ngã dạp toàn bộ. Ầm, ba bóng người bỗng nhiên tách ra. Lúc này, toàn thân hai cường giả thiên vương dày đặc vết thương. Tiêu chính văn cũng không ngoại lệ, anh lau máu trên khóe miệng, trong mắt ngập tràn sát khí ngút trời. Đây là sức mạnh của cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ sao. Quả nhiên không đơn giản. So với mấy trưởng giáo của Thái Âm Tông thì lợi hại hơn nhiều. Nếu lúc này Hàn Phòng và Lâm Hàn nghe được suy nghĩ trong lòng Tiêu Chính Văn, nói không chừng sẽ tức hộc máu. Vua Bắc Lương, chúng tôi thừa nhận cậu rất mạnh. Bây giờ, cho cậu một cơ hội, quy thuận chúng tôi. Nếu không thì hôm nay chúng tôi sẽ giết cậu, đưa xác cậu về Hoa Quốc. Cường giả thiên vương cười gần, nói tôi nghĩ lúc xác của cậu xuất hiện ở Hoa Quốc, chắc hẳn sẽ chấn động cả Hoa Quốc. Nghe câu này, tiêu chính văn cười nhạt, nói vậy sao? Vậy các ông có thể thử, để xem cuối cùng là các ông giết tôi, hay tôi giết các ông? Vừa dứt lời, hai tên cường giả thiên vương xông thẳng đến chém giết một lần nữa. Lúc này, bọn chúng đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình, không giữ lại bất kỳ chút sức lực nào. Tiêu Chính Văn nhíu mày, cũng cười khẩy, bước ra nghênh chiến. Hệt như vậy, anh cũng không giữ lại chút sức lực nào. Audio điện tử Võ Tấn bền. Kết tập 49.